Vâng, xin kính chào quý vị các bạn. Alo, em nhìn xem bên kia trên nó có nháy nháy chưa? Có âm thanh chưa? Tiếng có tiếng chưa? Nhìn trên này này. Đây, trên này. Alo, 1, 2, 4. Rồi, rồi, ok. Vâng, xin kính chào quý vị các bạn. Alo ạ. Xin chào mọi người. Mình chia sẻ trên cái trang cá nhân của mình một chút, sau đó rồi mình sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn. Hôm nay cái chủ đề của mình là chia sẻ với quý vị các bạn là bị rách đụng chêm có đá bóng lại nữa hay không. Xin chào Thắng Đào, xin chào Vi Giang Lệ, xin chào GC Thanh. Câu hỏi em đang chờ rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Vâng, lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật là tuyệt vời, ấm áp bên gia đình. Và hôm nay rất là vui khi là lại được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay tôi xin được phép chia sẻ với quý vị và các bạn về những trường hợp bị chấn thương đầu gối do chấn thương thể thao, chấn thương trong sinh hoạt hay là chấn thương do lao động hay là chấn thương tai nạn giao thông mà bị rách đụng chêm. Thì có rất nhiều, hôm nay thì cũng có rất nhiều những khách từ xa đến đây để khám. Và cũng có những rất nhiều những cái câu hỏi đến với tôi là tôi bị rách đụng chêm, tôi có đá được bóng hay không. Vì tất cả có những trường hợp mà đi sang nước ngoài để phẫu thuật để hy vọng là mình sẽ được quay lại với môn thể thao tuyệt vời này. Vâng, xin chào Hùng Trùm. Rồi, rất tuyệt vời, xin chào Đặng Văn Lâm. Và em đang xem à. Rồi, lời đầu tiên cũng lâu lắm rồi không gặp các tình yêu. Thì hôm nay tiện đây anh chào Đặng Văn Lâm và chúc em luôn luôn là mạnh khỏe, thành công. Thực sự qua tất cả những trận em bắt ở bên câu lạc bộ bạn cũng như là của đội tuyển chúng ta thì thực sự tất cả mọi người ở đây đều thực sự rất là tuyệt vời. Em là số 1. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Xin chào Cẩm Nguyễn, xin chào Tú Tây, Higachi, xin chào Nguyễn Anh Tú, xin chào Văn Đô, xin chào GC Say. Vâng, thì thứ nhất là mình cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là đối với cái tổn thương sụn chêm thì đối với tất cả những cái khớp của chúng ta cũng vậy thôi. Đối với khớp của chúng ta vậy thì tất cả những cái khớp của chúng ta từ khớp cổ chân, cổ tay, khớp háng rồi là cột sống thắt lưng hay là khớp gối, tất cả những khớp của chúng ta thì nó đều là một nó thực sự là nó rất là khăng khít với nhau, nó kết hợp với nhau thực sự là rất là trơn tru, nó mang tính chất là gần như là nó gọi thế nào nhỉ, nó có cấu tạo rất là nó thế nào nhỉ, nó mang tính chất là, tự nhiên mình lại quên cái từ. Nó tóm lại là tất cả những khớp của chúng ta nó vô cùng là khăng khít với nhau, và tất cả những cái mà nó bất thường trong nội một khớp đó thì nó đều là nó mất cái cấu trúc giải phẫu của nó thì nó đều ảnh hưởng cả. Khớp gối thì được cấu tạo bởi những cái gì từ ngoài vào trong. Thì bên ngoài đầu tiên thì nó là lớp da rồi là lớp mỡ dưới da,
rồi sau đến lớp gân cơ rồi là dây chằng. Trong đó thì ở bên ngoài thì có dây chằng bên ngoài hay còn gọi là dây chằng bên mắt, bên trong thì gọi là dây chằng bên chảy hay còn gọi là dây chằng bên trong. Bên trong nội khớp gối thì có cái dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Thì và bên cạnh dưới bên dưới về mặt xương, xương thì đằng trước thì có cái xương chày, xương bánh chè. Bên trên là cái đầu dưới của xương đùi, nó gồm cái lồng cổ ngoài và lồng cổ trong. Thì và bên dưới của nó thì là nó có cái xương chày, và cụ thể của nó là cái mâm chày nó cấu tạo. Trên cái mâm chày đó để tiếp giáp với cái lồi cổ, hai cái lồi cầu ngoài và lồi cầu trong của xương đùi, nó là cái sụn chêm hai bên đấy. Cái sụn chêm nó có một cái tác dụng là để giảm sắp cho những cái hoạt động của chúng ta, mỗi bước đi, mỗi bước chạy, mỗi bước nhảy, cũng như làm cho trơn láng cho gấp gối của mình nó linh hoạt hơn. Và tất cả những cái tổn thương của cái sụn chêm đó thì nó đều ảnh hưởng đến gấp gối hết. Thì đối với cái tổn thương sụn chêm thì nó được chia làm 3 độ, độ 1, độ 2 và độ 3. Thì đối với và nó chia vào cái những cái mà vị trí mà bị chấn thương, vị trí mà bị tổn thương. Đối với bạn cứ tưởng tượng như đây, ví dụ như là cái sụn chêm. Cho mình cái gì? Có cái gì vòng tròn gì nhỉ? Đây. Cái sụn chêm này mình vẽ. Thế nó ổn nhiều hơn chứ ạ. Cho anh một tờ giấy. Em thấy thế nào em đây? Sau khi làm xong em thấy thế nào? Tại vì em quay cũng khá là đỡ. Được rồi. Đây, tiện thể ở đấy thì em cũng chia sẻ với mọi người là qua em cũng là một cái chấn thương khớp gối. Đây vâng. Mình cũng xin chia sẻ đây là cũng một vị khách đến với mình, bạn cũng bị đau khớp gối cách đây nhiều năm rồi và cũng đi nhiều nơi để chữa trị rồi nhưng mà nó cũng không ổn. Thì bây giờ em xin phép em chia sẻ về cái trường hợp của em để mọi người phòng tránh cũng như biết cái hướng điều trị làm sao cho nó tốt nhất. Thì lời tiên em cũng chào bác sĩ và chào mọi người. Thì chấn thương mà em gặp phải là viêm gân kheo. Thì sau một khoảng thời gian khoảng 2 năm rồi, thì em cũng đi khá là nhiều bệnh viện Bắc Ninh và Tuyên Quang. Thì đa phần là chẩn đoán em bị gai mâm chảy và đứt dây chằng. Đến đây gặp bác sĩ Thủy thì em điều trị hôm nay là buổi thứ 8, cũng cảm thấy khá là đỡ và cũng cảm thấy có nhiều hy vọng và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nay thì lúc vừa anh cũng nghe thấy em nói, thực ra khi đến đây em cảm thấy là nó có cái tia sáng nhiều hơn, thì thực sự là anh cũng rất là vui. Anh cũng không biết là em vui đến mức nào, nhưng anh thực ra anh vui hơn, có lẽ là em vui 10 phần anh cũng phải vui đến 9 phần rưỡi. Thực ra anh cũng muốn là thấy có những cái trường hợp mà nó khó khăn như của em ấy. Đấy, như trường hợp là bạn này, đầu tiên em chia sẻ là bạn em bị đau ở đâu trước đầu thì tiên. Cũng là cái lời khuyên ấy mà em muốn dành đến cho mọi người ấy, là chỉ là cá nhân em nghĩ thôi, là khi mà cảm thấy sức khỏe mà đang không đủ ấy, thì em nghĩ là không nên chơi thể thao vì vào cái lúc đấy, vì chấn thương em gặp phải là một hôm em đi chạy bộ thôi chứ không phải là đá bóng nặng hay gì cả. Nhưng mà trong cái quãng thời gian đấy thì em cũng hơi mất ngủ quãng thời gian đấy, thì đi về thì cảm thấy mỏi, đầu tiên chỉ thấy mỏi, xong rồi dần dần về sau càng ngày nó càng đau hơn. Và đến lúc đến đây thì đến Vinci, đến bác sĩ Thủy thì mới thấy đỡ nhiều hơn. Còn lúc trước thì gần như là không thấy gì cả. Mặc dù em đi rất nhiều nơi. Đi rất nhiều nơi xong rồi em còn tiêm cả corticoid, được các bác sĩ chỉ định tiêm corticoid mấy lần mà những vị trí đau nữa, đúng không? Dạ vâng, đúng không? Mà nó cũng không đỡ, đúng không? Dạ vâng. Ok, thì anh nghĩ rằng đối với trường hợp đấy, và thưa quý vị các bạn, thì mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn là sau khi bạn ấy đến với mình thì mình cũng kiểm tra thì thấy rằng là viêm cái gân cơ queo, cũng như là thoái hóa khớp gối, hội chứng chè đùi là khá là rõ. Thì nó đau cái mặt đằng sau queo này, đúng không ạ? Em đau cái đằng sau queo này. Lúc mà kiểu như duỗi hết cỡ gối ra hay em làm động tác thì nó đau nhất hồi đầu ban đầu? Là lúc ngồi thấp, ngồi xuống. Ngồi xổm xuống. Nhiều khi mà ngồi xổm xuống mà muốn đứng dậy thì phải chống tay vào gối thì bắt đầu mới đứng được dậy, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng không ạ. Đó. Đấy, cho nên là các bạn cũng không nên chủ quan về những cái đau. Rất nhiều người đến với mình nói với mình rằng là em cứ tưởng là đau một vài lần, một vài ngày, một vài tuần các thứ thì nó hết. Nhưng thực ra trên cơ thể chúng ta có một số những cái vị trí mà nó không tự khỏi được, mà cũng bắt buộc là cũng cần phải có sự chăm sóc của các chuyên gia cũng như là
là của chính bản thân mình, nó sẽ là tốt nhất. Thì em xin cảm ơn bác sĩ và tập thể. Thì rồi em xin phép. Ừ rồi, ok, anh cảm ơn. Ừ, thế nhá. Ừ, em cứ có thể đặt lịch. Okay. Qua về, đang nói đến cái dụng trên thì mình cứ nói thôi. Đây, cái... đây, ví dụ một cái dụng trên. Nó chia ra... đây, ví dụ các bạn cứ tưởng tượng một cái trụ trên hình tròn như thế này, nó chia làm 3 phần. Đấy, 1 phần 3 ngoài, 1 phần 3 giữa, 1 phần 3 trong. Thì đối với cái tổn thương mà 1 phần 3 ngoài như thế này, ví dụ một cái hình đĩa như thế này thôi, tổn thương 1 phần 3 ngoài thì nó có máu nuôi dưỡng đến cho nó, thì là trên lý thuyết thì nó có khả năng là nó hồi phục được. Còn nếu như khi bị tổn thương vào đến 1 phần 3 giữa hoặc 1 phần 3 trong thì cái vùng đấy là vùng vô mạch, thì không thể nào mà có thể là lành được, thì chắc chắn thì các bạn cũng cần phải được phẫu thuật. Còn khi phẫu thuật rồi thì có thể chơi thể thao được lại hay không thì nó còn liên quan đến rất nhiều thứ. Đây, mình xin phép. Rồi, xin chào Nguyễn Huy Đại. Xin chào Cường Mạnh Nguyễn, xin chào Hiếu Phạm. Xin chào Vi Giang Lệ. Xin rồi. Thì đối với những cái mà tổn thương trụ trên thì mình có thể là đá đầu bóng lại nữa hay không, và nó phiền mình đến mức như thế nào, thì mình thấy đa phần thấy tất cả mọi người thì nghĩ rằng nếu mà chấn thương khớp gối thì cái tổn thương cái dây chằng chéo thì là một cái gì nó thực sự là rất là ghê gớm, cũng không quan tâm đến cái trụ trên. Vâng. Thì đối với nếu như các bạn bị tổn thương dây chằng chéo thì để riêng về cái vấn đề là phẫu thuật thì cũng mất nhiều tiền hơn, là một này, thời gian hồi phục cũng mất nhiều thời gian hơn, từ 9 cho đến 12 tháng. Thì các bạn nghĩ rằng nó là cái gì đó ghê gớm mà cảm thấy cái gối nó lỏng nhiều, các bạn thấy nghĩ là ghê gớm thôi, nhưng thực ra đối với cái phẫu thuật trụn chêm thì nó ít tiền hơn nhiều, cũng như thời gian phục hồi của nó chỉ mất khoảng độ 6 tháng. Nếu mà làm tốt thì các bạn có thể là chơi được lại thể thao rồi. Thế nhưng mà nó sẽ để lại hậu quả cho các bạn rất nhiều, bởi vì cái sụn chêm thì nó rất là nó ở dưới cái mâm chày như thế này. Bây giờ mình cũng quên mất, nếu như mà bị tổn thương lại lấy cái kẹo như lần trước. Hết kẹo rồi, thôi được rồi, lấy tặng cái này cũng được. Đây, ví dụ đây có hai cái, coi như là đây là cái mâm chày bên dưới này, có hai cái sụn chêm trong và ngoài, đúng không ạ? Rồi, nó cứ rơi thôi. Cứ để thế này đi, để tay cho nó chắc đi. Đây, ví dụ hai trụ trên đây, trên này, dưới này nó là cái mâm chày này, cái trụ trên trong và trụ trên ngoài đó, và trên này là cái lồi cầu xương đùi, lồi cầu ngoài, lồi cầu trong xương đùi. Đấy, nếu như mà bị tổn thương cái trụ trên nó càng nhiều, tổn thương cái trụ trên nó càng nhiều thì cái trụ trên nó sẽ bị mất đi và nó sẽ thấp đi, nó sẽ thấp xuống, coi như là mất cái bên này thì cái bên này lực nó sẽ bị dồn vào cái bên thấp nhiều hơn rất nhiều, và nó sẽ để lại hậu quả rất là nhiều về sau này. Nó lệch trục cơ thể, nó sẽ liên quan đến rất nhiều thứ nữa, nó đau lên háng, rồi là nó đau lên lưng, rồi tất cả các thứ, rồi càng ngày nó sẽ càng tệ đi chứ không bao giờ nó sẽ còn được lại như cũ nữa. Rất là nhiều những trường hợp mà đến hỏi với mình là khi bị tổn thương sụn trên thì có đá được bóng lại đấy hay không, hay cụ thể rất là mọi người cũng hỏi bảo thế tại sao tất cả những cầu thủ đội tuyển của mình ấy cũng thế, cũng có những cái người, những trường hợp mà bị tổn thương dây chằng chéo rồi là cả rách trụn chêm nữa, tại sao họ vẫn quay lại để chơi thể thao được, đỉnh cao được. Thì đấy, mình cũng xin nói rõ lại một điều rằng là đối với những cái trường hợp mà có thành công phẫu thuật trụn chêm, có thành công hay không, hay cũng như là có quay lại chơi thể thao và với sinh hoạt hoặc là bình thường hay không, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cụ thể có một số những yếu tố, đầu tiên ấy là những cái tổn thương của cái sụn chêm đấy của các bạn có bị nhiều hay không, bị ở mức độ nào, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phẫu thuật có thành công hay không, và tập phục hồi chức năng và chăm sóc nó có thực sự là tốt hay không đó. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái cơ địa con người, có những người mà cơ địa tốt thì sẽ liền được liền tốt, có những người mà cơ địa nó thực sự là chưa tốt thì có thể là nó liền chưa tốt lắm. Hay là cụ thể là về liên quan đến vấn đề lứa tuổi, những cái trường hợp mà đối với nam giới mà từ 22 tuổi đổ xuống, nữ giới từ 20 tuổi đổ xuống thì cái khả năng hồi phục nó rất tốt,
nhưng cụ thể có thể là nam giới đối với 25 tuổi đổ xuống thì hồi phục rất tốt, và trên 25 tuổi thì cái tỷ lệ mà hồi phục nó sẽ giảm đi là khá là nhiều. Xin chào, vâng, xin chào Cam Nguyễn, xin chào và xin chào Nguyễn Anh Tú. Rồi, xin chào Nguyễn Anh Tú, mình sẽ trả lời cái câu của Nguyễn Anh Tú rất là hay này. Anh ơi, nếu sụn trên vỡ thì khi phẫu thuật người ta cắt đi hay khâu lại? Rồi, lát nữa mình sẽ nói về vấn đề này. Mình xin hỏi bạn trường hợp này trước. Anh có thể tự giới thiệu về mình và cái gối của em thế nào được không? Em là tên là Nguyễn Văn Đức ở Bắc Ninh ạ. Ừ, thì cái gối của em thế nào? Gối trước này em mổ sụn trên trong cách đây là hơn 2 năm rồi. Ừ. Thỉnh thoảng thì vẫn đang được bóng. Nhưng giờ dao cái này nó kiểu nó không ổn, nó không thật chân lắm ấy. Ừ. Vâng. Vẫn đang bóng bình thường, nó không thật chân lắm nữa đúng không? Vâng, nó không thật chân lắm. Bây giờ như một tuần em đá mấy trận? Ngày trước thì một tuần em đá 1-2 trận, nhưng giờ em chỉ là đạp xe mới tập gym thôi. Xe mới tập gym thôi. Chứ còn không đá nữa. Bởi vì đá xong về nó có đau, nó có sưng không? Đá xong thì nó không đau, không sưng. Ừ. Nó kéo nó hơi khó chịu thôi. Ừ. Mà nó không thật chân. Vâng. Đó. Thì qua cái hôm nay vừa chăm sóc thì làm tất cả các thứ thì em thấy thế nào? Sau khi em làm chăm sóc xong em thấy cái gối đó. Hôm nay là buổi đầu em làm, hôm nay cũng dễ chịu hơn khối. Ừ, cũng khối đúng không? Ừ. Đó. À, đối với anh cảm ơn rất là nhiều. Những cái chia sẻ rất là hữu ích của em. Đối với những trường hợp đấy mình cũng xin nói qua với mọi người rằng là đó, thì bạn này cũng rất là may, và cái tổn thương sụn trên của bạn ấy mình nghĩ rằng là nó chỉ khoảng độ chớm đến độ 2 thôi. Đó là lý do tại sao mà hai cái đùi của bạn ấy cũng tương đối nó cân nó đều nhau, là một cái, thứ hai là bạn ấy vẫn có thể đá được bóng. Và qua cái mình khám thì những cái tổn thương của cái sụn trên trong của bạn ấy cũng không đau nhiều lắm. Thì ở mức độ bình thường thôi. Cái này thì cần phải chăm sóc, cần phải tập phục hồi cũng như để cho cái nhóm gân cơ nó khỏe lên để nó hỗ trợ cho cái gối là một. Cái thứ hai là mình sẽ dùng những cái thuốc bổ sụn khớp như là glucosamine phối hợp với collagen type 2 rất là tốt, phối hợp cùng với là mình chăm sóc vật lý trị liệu rồi massage cho tăng cái cường, cái nuôi dưỡng cho cái khớp gối của mình. Đó sẽ rất là tốt thôi. Ngoài ra thì để mà khi mà mình bị chấn thương hoặc là sau phẫu thuật thì bao giờ nó cũng có những cái gọi là cái thoái hóa thứ phát, thì không sớm thì muộn. Thì như vừa rồi mình cũng nói thì cái sụn trên thêm nó đã bị tổn thương thì nó sẽ mỏng lại, thậm chí là mất đi, thì cái trọng lượng cơ thể của mình ấy sẽ bị dồn với bên đó, thì càng ngày nó sẽ càng tệ đi. Đó là lý do tại sao mình phải chăm sóc nó thường xuyên, lên một cái kế hoạch cho nó hàng năm. Mỗi một năm mình chăm sóc mấy lần đó, cứ khoảng 3-4 tháng mình chăm sóc một lần bằng vật lý trị liệu phù chức năng trong vòng khoảng độ mấy ngày một tuần đấy, sau mình tiêm huyết tương dầu thủ cầu vào nội khớp gối để cho nó trẻ hóa, nó tái tạo lại những cái vị trí mà nó bị thoái hóa hay cũng giống như là nó bị tổn thương thêm qua những cái hoạt động hay cũng như quá trình chơi thể thao của mình. Mà mình cũng nói qua rằng là đối với cái huyết tương dầu thủ cầu thì nó không phải là thuốc, nó là chính là cái máu của mình. Đấy, máu của mình lấy ra tách chiết những thành phần cần thiết với cái nhiệt độ và số vòng quay rồi thời gian, thì những cái dầu tiểu cầu đó, những cái tiểu cầu đó nó sẽ sản sinh ra những yếu tố tăng trưởng để kích thích cho cái quá trình liền sẹo, cũng giống như là những cái sự tái tạo lại những cái tổn thương cũng như là phòng tránh cho thoái hóa về sau này. Rất là tốt, mình phải lên thực sự mình phải lên kế hoạch cụ thể cho nó. Chứ không phải là khi các bạn thấy đau lắm rồi các bạn mới chăm sóc cho nó thì lúc đấy là hơi muộn rồi. Mình đã gọi là phòng còn hơi trống, còn nếu mà nó bị thực sự rồi thì nó khá là khó đấy. Vâng, và bây giờ thì mời các bạn đến cho một anh cũng bị chấn thương khớp gối, anh cũng rất là muốn quay lại chơi bóng đá, cho nên là anh ấy sẵn sàng Singapore trả gần 1 tỷ để phẫu thuật cái trụ trên của mình, để hy vọng là sau này là chơi lại bóng đá. Vâng, em xin phép chào anh, em xin phép anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người về cái trường hợp như của anh để cho mọi người có những cái
ý thức cũng như là những cái cách làm sao mà chăm sóc khớp gối của mình mỗi khi bị chấn thương, làm sao cho tốt nhất để hy vọng làm sao mà nó quay được lại chơi thể thao. Anh có thể chia sẻ cái trường cụ thể cái trường hợp của mình được không ạ? Mình chơi đá bóng. Dạ. Thì trong một lần chơi đá bóng thì bị chấn thương. Vâng. Chấn thương thì đi khám thì bác sĩ bảo là bị rách phần trên. Vâng. Thế thì bởi vì là cũng mong muốn là được điều trị để có thể chơi bóng lại. Vâng. Thì mình cũng đi làm mổ. Vâng. Khâu sụn trên lại. Vâng. Thì thời gian mổ xong là 4 tháng thì thấy là nó cũng còn đau. Vâng. Thì mình đến đây để nhờ bác sĩ tư vấn và có điều trị khắc phục sau mổ. Vâng. Làm nào có thể là quay lại cuộc sống bình thường và có thể chơi lại thể thao đó. Vâng. Vâng. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về đúng cái trường hợp như của anh ấy, sụn trên của anh khi anh đã được sang, anh đã thăm khám rất là nhiều những bệnh viện lớn uy tín trên cả nước cũng như là ở các giáo sư ở nước ngoài, thì nói về cái khớp gối của anh như thế nào? Nói là cái khớp gối của mình ấy thì sụn trên nó rách là 90%. Dạ. Tức là rách là rất là lớn, mà thông thường thì là người ta sẽ phải cắt bỏ, nhưng vì là bác sĩ cố gắng là khắc phục lại bằng cách là khâu lại để hy vọng là nó sẽ liền. Vâng. Sẽ liền thì sẽ cố gắng là có thể chơi lại bóng đá được. Vâng. Vâng. Và hiện tại sau đây thì sau khi anh phẫu thuật ở Singapore đúng không ạ? Vâng. Đấy, đã đến đây thì tất cả mọi người thì như ở Việt Nam mình nói chung hay những cái đất nước đang phát triển thì cái nền y học bây giờ Việt Nam mình cũng khá là ổn rồi. Nhưng đối với Singapore thì rất nhiều những người là muốn những cái trường hợp là nặng là muốn đến Singapore hay là đến những cái nước phát triển nó tốt hơn để phẫu thuật cho mình được tốt hơn. Thì qua 4 tháng anh phẫu thuật xong thì bây giờ anh cảm nhận cái gối của mình như thế nào? Nói chung là nó cũng có tiến triển lên nhiều nhưng mà nó cũng vẫn còn đau. Vâng, vẫn còn đau. Còn đau. Đối với như trường hợp của anh thì đấy, như cái trường hợp của anh như vừa có nói rằng là tất cả các bác sĩ, những giáo sư đầu ngành của Việt Nam mình cũng nói là đối với cái chuyện trên của anh trước đây, trước khi anh ấy đi phẫu thuật thì anh cũng có, trước đây anh có gửi cho mình cái phim qua Zalo, là thì mình cũng có nói là cái trường hợp này chắc chắn là phải phẫu thuật chứ cũng không thể nào mà điều trị bảo tồn được. Thì anh cũng, mình cũng khuyên anh ấy đến những cái bệnh viện lớn để nhập viện cũng như để mổ. Anh ấy cũng đến tất cả những viện lớn của Việt Nam mình rồi, như là bệnh viện là 108 hay là Việt Đức hay là tất cả các thứ rồi đúng không ạ? Nhưng vì là anh muốn là quay lại chơi thể thao được, cho nên anh quyết định là sang Singapore để phẫu thuật cho tốt nhất. Thì đối với chia sẻ thì mình có nhớ là cái hồi mà anh ấy gửi cho mình cái phim thì gần như là cái sụn trên của anh nó gần như nó mất hoàn toàn. Thì qua lời anh kể vừa rồi thì vừa sang Singapore thì các giáo sư bên đó thì nói rằng là sẽ cố gắng khâu lại vì cái sụn trên của anh ấy là rách cái hình quay xô, thì các giáo sư sẽ có lật lại và khâu lại nhưng mà cũng không được, là nó khăng khít như ban đầu, hay là do cái khoảng thời gian nó thoái hóa nó vỡ nhiều quá dẫn đến cái việc là nó không được khít như ban đầu nữa, và bây giờ anh cảm thấy nó gối nhiều khi nó cứ vướng nhẹt nhẹt. Vâng, đi nó không được tự do như cái gối bên kia, nó cảm thấy nó hơi vướng. Dạ. Vâng. Tôi khó chịu. Vâng. Thế vừa rồi sau cái một cái buổi chăm sóc hôm đầu tiên này thì sau cái buổi chăm sóc buổi đầu tiên này thì anh có cảm thấy nó thấy thế nào, nó có thay đổi gì không? Nó có dễ chịu hơn một chút, nó đỡ. Ngay sau khi mà mình chăm sóc bằng cái thiết bị ấy, thì nó có lên xuống, nó có dễ chịu hơn, lúc mình đứng lên cũng dễ chịu hơn chứ. Vâng, chịu chứ, nhưng mà như cái chính của nó là vẫn cứ vướng, nó vẫn cứ nghẹt bên trong, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì đối với em, cảm ơn anh, đối với những cái trường hợp mà tổn thương cái sụn trên mà nó nhiều như vậy đến 90% mà với 4 tháng thì trung bình đối với một cái phẫu thuật sụn trên trung bình ở mức độ vừa phải thôi thì nó sẽ khoảng độ ngoài 6 tháng là chúng ta có thể là quay lại chơi thể thao được rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì đối với cái tổn thương đến 90% như vậy thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ khá là khó trong cái trường hợp đó. Bởi vì như ban đầu mình nói đấy thì là ở cái khớp gối của chúng nó là một cả một cái khớp gối, nó là khối hoàn chỉnh từ trên của nó là cái lồi cầu xương đùi, bên dưới là cái mâm chày, rồi cái sụn trên nó thứ nó liên kết với nhau khăng khít vô cùng. Các bạn cứ tưởng tượng như là một cái vòng bi trung bình ấy đó, một cái vòng bi trung bình, nếu như chỉ cần một viên bi nó bị sứt thôi thì cả cái vòng bi nó sẽ kêu lục cục, thậm chí nó kéo hết tất cả những cái viên bi khác nó bị sứt theo. Thì cái
cái khớp gối của mình cũng thế mà bị tổn thương nhiều như vậy thì nghĩ rằng khâu lại, nhưng mà cũng mình nghĩ cũng vì khâu lại được tổn thương nhiều như thế thì mình nghĩ cũng cũng khả năng liền nó cũng không phải thực sự cao, mà bây giờ thì anh cũng hơn 40 tuổi rồi, cho nên là cái tỷ lệ mà hồi phục thì nó cũng khó. Nhưng mà thì bây giờ cái tiêu chí của chúng ta là để cho sinh hoạt bình thường và hoạt động thể thao với ở mức độ bình thường, còn hy vọng là sẽ hoạt động thể thao mức bình thường thôi. Còn nếu mà đá bóng thì có thể là cái đấy thì có thể sau khoảng độ 6 tháng, sau đó thì làm tất cả mọi thứ rồi vật lý trị liệu phù hồi chức năng, rồi là tiêm huyết tương rồi tụ cầu, rồi là vật lý trị liệu rồi là phục hồi, thì mình cũng hy vọng là những cái trường hợp này nó là sẽ thành công để đạt được ý nguyện của anh, vì anh bỏ gần 1 tỷ để đi sang nước ngoài để phẫu thuật cái gối. Đấy, vâng. Và bây giờ thì rồi, và cảm ơn quý vị các bạn rồi. Em cảm ơn anh cũng như anh em rất nhiều. Đấy thì như vừa rồi thì như mình chăm sóc thì nhà mình ở xa đấy, thì mình có thể là 3 ngày mình đến một lần cũng được. 3 ngày đến một lần để làm tất cả những cái quy trình như mà như hôm nay các anh đã được trải nghiệm đó. Đó thì nó sẽ tốt hơn, vì cái này nó cũng về lâu về dài thì nó cũng không thể ngày 1 ngày 2 được. Nhá. Mình cứ lên kế hoạch cho nó thôi nhá. Rồi, ok. Cảm ơn em. Vâng, và bây giờ mình xin phép được trả lời một số những cái câu hỏi của mọi người. Xin chào Hiếu Phạm, nhắn hỏi là khô khớp gối chỗ anh có bán thuốc điều trị không ạ? Có, thì cái này thì Vi Dương Lệ đang xem, thì các bạn có thể là vào cái trang fanpage là Giang Lệ vật tư y tế thể thao gì đấy mình cũng quên mất rồi, xin lỗi Vi Giang Lệ, thì mình sẽ gửi cho bạn Vi Giang Lệ đây xem cái địa chỉ như nào để tư vấn cho bạn về cái thuốc bổ sụn khớp cho bạn ấy rất là tốt. Xin chào Duy Đại. Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu mổ dây chằng cháu trước rồi nhưng bị tràn dịch khớp gối và cháu đã hút dịch ra rồi, giờ đầu gối cháu kêu lục cục đi lại nhiều, đầu gối cháu lại sưng bác sĩ ạ. Đó, cái câu hỏi rất hay Duy Đại ạ. Đây là cũng là một cái câu hỏi mà mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Đối với những cái trường hợp mà mổ đứt dây chằng chéo trước, bây giờ thì mình cũng cần phải biết được rõ là cái tổn thương cụ thể của bạn là gì, chỉ đơn thuần đứt dây chằng chéo hay không thôi, hay là bạn có nhiều những cái tổn thương khác, ví dụ như tổn thương sụn chêm hay là những cái gân cơ khác, hay thậm chí là dập xương làm chết các thứ, thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều những cái bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên mà mình cũng cần biết là bạn đã mổ được bao nhiêu lâu rồi đó. Nếu như bạn mới phẫu thuật thì nó cũng ở mức độ bình thường thôi, thì bạn cũng hoạt động nó vừa, vì tất cả mọi cái nó chưa thể liền được nhau. Đối với tổn thương dây chằng chéo trước thì các bạn cứ xác định là trong khoảng thời gian phục hồi nó sẽ có dao động từ khoảng 9 cho đến 12 tháng. Đó, sau trong thời gian đó thì các bạn cần phải vật lý trị liệu và vật lý và phục hồi chức năng, cũng kèm theo là tập phục hồi thật tốt theo các bác sĩ cũng như đã chỉ định, và có dùng những cái thuốc để mà bổ các cái sụn khớp đó, cụ thể như glucosamine phối hợp với collagen type 2, cũng như là các bạn có thể là tiêm cái huyết tương dầu tiểu cầu đó. Thì đối với những cái chỉ định bây giờ sau khi phẫu thuật của những cái viện của Singapore hay là của Hàn Quốc ấy, thì là họ có trong một năm phục hồi đó thì có cái chỉ định là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu từ 5 cho đến 6 lần, nó chia vào từng tháng, từng giai đoạn của nó sẽ là rất là tốt cho bạn. Vì thực ra mình cũng không thể tránh được sau khi bị chấn thương hay cũng như là sau phẫu thuật thì nó sẽ có thêm một cái thoái hóa khớp gối thứ phát. Thì mình làm tất cả những cái như thế thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái thoái hóa đó đi. Đấy là một. Còn trường hợp của bạn Duy Đại thì lục cục đi lại lục nhiều, là đau nhiều gối. Đi lại lục cục rồi đi lại đầu gối nó cháu lại bị sưng và đau. Đấy thì có thể là nếu như bạn đã phẫu thuật lâu rồi thì cái khả năng mà thoái hóa thứ phát
nó đã bắt đầu là nó xuất hiện, cho nên là bạn cần phải chăm sóc nó, vật lý trị liệu, rồi là uống các thuốc bổ sung khớp cũng như là tiêm huyết tương dược thủ cầu. Đấy hoàn toàn là một cái diễn biến hoàn toàn bình thường của một cái sau khi phẫu thuật khớp gối hoặc là một cái chấn thương ở bất kỳ đâu đó. Và cụ thể như là trường hợp là nếu như của bạn mà có tổn thương thêm, chào em nhé, anh chào. Nếu như các bạn có tổn thương sụn chêm nữa thì cái khả năng đấy là nó là rất cao. Nghe bạn nói thì mình khả năng cao có thể là sụn chêm ít hay nhiều. Thì các bạn có thể là đi đến những cái nơi chuyên khoa về cơ xương khớp. Đấy, các bạn kiểm tra lại, cũng như là nếu như được chụp lại phim cộng hưởng từ nó thì rất là tuyệt vời, để làm sao mà có những cái phương án tốt nhất cho bạn. Xin chào Nguyễn Anh Tú, mình xin trả lời câu Nguyễn Anh Tú. Anh ơi, nếu vỡ sụn chêm khi phẫu thuật người ta cắt đi hay khâu lại? Rồi, cái câu này cũng rất là hay. Đối với vỡ sụn chêm cắt đi và sụn khi mà khi trên cái phim cộng hưởng từ, trên cái phim cộng hưởng từ nó đã lột tả được khá là rõ một cái tổn thương rồi, nhưng mà nó lột tả mà nó cái hình ảnh mà nó rõ nét nhất và chuẩn xác nhất là khi mà bác sĩ là nội soi vào đấy thì sẽ nhìn tận mắt được nhìn thấy là cái sụn chêm của nó bị rách ra làm sao. Nếu như mà đối với cái sụn chêm mà nó bị dập, bị vỡ những cái mảnh nhỏ xấu các thứ thì các bác sĩ sẽ làm cái tạo hình. Đấy, tạo hình lại cái sụn chêm, có thể là cắt hoặc là gọt hoặc làm cho nó trơn láng, nó đẹp đẽ đi, thì để cho khớp gối của mình làm sao nó được ổn định nhất có thể. Đấy, còn những cái trường hợp mà nếu mà nó rách, ví dụ nó rách ra như thế này, nếu mà những cái rách mới hoặc là rách ở mức độ vừa phải mà có thể cứu vãn được thì các bác sĩ có thể khâu nó lại tùy từng. Nó tóm lại là khâu hay là tạo hình lại thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái vị trí tổn thương cũng như là cái mức độ tổn thương của bạn. Xin chào Nam Võ, ở xa có cách nào để được bác sĩ khám hay không? Xin chào Nam Võ, thì bạn ở xa thì đây cũng đa phần thì mình. Rồi em cảm ơn anh. Có gì anh cứ gọi điện em. Dạ vâng ạ, vâng em chào anh. Đối với những cái trường hợp ở xa thì giống như mình cũng đang tư vấn online cho tất cả các bạn. Những cái trường hợp mà có những cái bị chấn thương mà đã có những cái phim cộng hưởng từ hay những cái xét nghiệm nó liên quan thì các bạn có thể gửi vào Zalo hoặc là gửi vào fanpage này cho mình, sau đó rồi gọi điện cho mình có thể là mình tư vấn, rồi mình sẽ cần phải thêm một số những cái triệu chứng khác nữa để mình có thể tư vấn được là tốt nhất. Còn đương nhiên là tốt nhất là được xem trực tiếp, được khám trực tiếp thì lúc đấy sẽ chính xác hơn và mình sẽ tư vấn nó được rõ hơn. Xin chào Nguyễn Đức Tú. Bác sĩ cho em hỏi tiêm tiểu cầu có mắc tiền không? Thì thực ra đối với ở nước ngoài thì nó đắt các bạn ạ. Tiêm huyết tương dược thủ cầu thì ở nước ngoài thì đắt, nhưng ở Việt Nam mình thì cũng không mắc lắm đâu. Cũng ví dụ như một số viện thì 5, 7, 8, nó dao động là từ 2,5 triệu cho đến 10 triệu cho một lần tiêm bạn ạ. Vũ Sèng, co duỗi khớp gối nó kêu lục cục là sao bác sĩ? Dịch 6 cm, đó, 1 năm rồi không khỏi, vẫn mỏi gối các bạn ạ. Đó, đấy là những cái trường hợp mà co khớp gối. Anh chào, anh cảm ơn nhé. Đối với những cái trường hợp mà gối nó kêu lục cục thì lên xuống cầu thang nó đau hay là ngồi xổm xuống nó đau, tất cả các thứ thì có thể là chắc chắn là có, mà nhất là tràn dịch khớp gối thì chắc chắn là có cái vấn đề ở trong gối rồi, chấn thương nội khớp rồi, và bệnh lý nội khớp thì nó mới đau, nó tràn dịch như vậy. Thì mình nghĩ rằng là tốt nhất thì bạn nên được đi khám để đưa ra một cái phác đồ mà đúng và chuẩn nhất cho bạn, tránh cái tình trạng để muộn quá rồi nó rất là khó trong cái vấn đề là hồi phục về sau. Nó sẽ liên quan đến rất nhiều những cái khác, có thể bạn đau ở gối, nó đau lên háng rồi nó đau lên lưng, khá là phiền đấy. Xin chào Đặng Nguyễn. Bác sĩ cho em hỏi, em mổ đứt dây chằng chéo trước được 5 tháng mà gối co còn 10 cm nữa mới là sát đùi, co vào thấy căng đau nhẹ có sao không? Vâng, thưa các bạn, với Đặng Nguyễn, đối với những cái trường hợp mà sau phẫu thuật dây chằng chéo, đối với chỉ một mình dây chằng chéo không thôi ấy, thì nó có cái công thức là như thế này. Tức là hết tuần thứ nhất gấp được 30 độ,
hết tuần thứ 2 gấp được 60 độ, hết tuần thứ 3 gấp được 90 độ và hết tuần thứ 4 gấp được từ 90 độ cho đến 110 độ. Có những trường hợp có thể đã gấp được đến 120 độ mà gần như sát đùi rồi. Đấy là những cái trường hợp mà bình thường. Còn có đôi khi là có những cái trường hợp mà có những cái tổn thương khác, ví dụ như có cái tổn thương cả sụn chêm nữa, thì các bạn cứ nhân đôi cái khoảng thời gian đó lên thì tương đương với cái khoảng thời gian gấp của bạn. Và đương nhiên là trong vòng 2 đến 3 tuần là các bạn phải duỗi hết rồi. Còn như trường hợp mà 5 tháng mà nó vẫn còn cứng như thế mà nó vẫn chưa gấp được hết thì chắc chắn là trong khớp gối của bạn có vấn đề gì đó, có thể là sụn chêm, có thể là nó cứng những cái gân cơ nào đó xung quanh. Cho nên là các bạn cũng cần phải đi kiểm tra thì nó sẽ có cái hướng tốt nhất cho các bạn, tránh cái tình trạng mà mình cứ cố gắng mình gấp vào, nhưng nhỡ đâu biết rằng là có chỗ nào nó vướng ở đâu có mình cố gắng gấp vào là không được, có thể là nó tổn thương thêm, thì cái đấy nó sẽ là không, thực sự là không tốt. Xin chào Lê Thành Đôn. Bác sĩ ơi, cho cháu mổ rách sụn chêm bằng phương pháp cắt đi để mọc sụn mới vào năm cháu 13 tuổi, bây giờ được 2 năm rưỡi rồi nhưng chơi bóng đá vẫn còn cảm thấy nhức. Vâng, nên Thành Đôn, nếu như mà bạn ở 13 tuổi thì đúng là có cái khả năng mà hồi phục là khá là tốt. Tuy nhiên rằng đối với sụn chêm thì nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái vị trí của bạn bị tổn thương. Thương thì nó có khả năng hồi phục được hay không? Cái đó nó là cả một vấn đề. Đối với 13 tuổi mà 13 tuổi thì khả năng hồi phục là khá là tốt, vì mình cũng đã gặp những cái trường hợp mà để kích thích sụn, nhưng mà nó là sụn khớp chứ không phải sụn chêm. Đó, kích sụn chêm sụn khớp trong cái lứa tuổi mà đang phát triển ấy thì thực sự mà nói thì nó thành công gần đến 99% những cái trường hợp mà khoảng mười mấy tuổi đang trong thời gian mà phát triển ấy là tốt. Còn đối với sụn chêm thì cho dù bạn có kích thích hay là chọc để cho nó mọc sụn mới thì đôi khi nó cũng sẽ không được tròn trịa như cái bên kia, thì nhiều khi có những cái mà mình cũng phải chấp nhận, cũng như là mình phải chăm sóc và mình tập phục hồi cho nó tốt hơn. Vâng. Xin chào Bùi Thanh Liêm. Bác sĩ cho em hỏi, em mổ rách sụn chêm được 3 năm rồi, giờ đi đá bóng chạy đầu gối cảm giác rất nặng và đau, thế có bị sao không? Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Cái câu hỏi này thì vừa rồi thì mình cũng có trao đổi qua một số về những cái trường hợp là ít nhất cho dù là tất cả những cái ca chấn thương của bạn, ca phẫu thuật của bạn thành công và liền hoàn toàn lại bình thường, thì sau khi phẫu thuật hoặc là sau bị chấn thương thì bao giờ cũng có những cái gọi là cái thoái hóa thứ phát. Sau bình thường là bao giờ cũng sẽ có một cái thoái hóa tiên phát, giống như ngày xưa chúng ta 18 tuổi chúng ta rất là trẻ, da chúng ta căng mọng lên, tóc chúng ta đen lánh, đúng không ạ? Cho đến khi càng ngày thì da chúng ta càng nhăn lại, rồi là sạm lại, rồi tóc chúng ta bạc đi. Tất cả đấy là cái thoái hóa tiên phát hoàn toàn bình thường theo cái sinh lý của người bình thường. Nhưng đối với những cái trường hợp mà bị chấn thương hay là bị phẫu thuật ở một vị trí nào đó, cụ thể như một bên gối chẳng hạn, thì có thể là nó sẽ thoái hóa, chắc chắn là nó sẽ thoái hóa thứ phát sau cái chính cái gối đó, và nó sẽ tổn thương cả những cái vị trí khác nữa, những cái khớp khác nữa. Cho nên là đó là lý do tại sao các bạn khi mà các bạn phải lên một cái kế hoạch cho nó để chăm sóc cho nó hàng năm, cứ mấy năm một lần. Đấy, giống như là đơn cử như cái xe của bạn thôi, cứ bạn đi được bao nhiêu cây các bạn phải đi bảo dưỡng hay thay dầu bơm mỡ các thứ, thì cái gối, tất cả những cơ thể của mình thì cũng cần phải chăm sóc là như vậy. Cũng giống như chị em mà thì nó đi spa rồi làm đẹp da mặt rồi tất cả các kiểu, nó là như vậy. Thì các bạn nên chăm sóc cho nó một chút để tránh cái tình trạng mà khi nó bị quá nặng rồi mới đi thì nhiều khi nó rất là khó khăn. Xin chào Nguyễn Cường. Xin bác sĩ ơi, em mổ 2 năm rưỡi rồi, có cách nào sụn chêm, có rách sụn chêm ngoài và đứt dây chằng chéo trước bằng gân đồng loại thay bằng lân đồng loại, nhưng vận động vẫn còn gượng gượng và nhói trong gối, bước chạy còn khập khiễng. Đấy, thưa bạn Nguyễn Cường gì đó, thì đối với những cái tổn thương mà cả dây chằng chéo và cả sụn chêm, mà nhất là cái sụn chêm ngoài các bạn ạ, thì thực sự nó để lại hậu quả nó nhiều hơn cái sụn chêm trong rất là nhiều. Bởi vì tại sao? Cái cấu tạo đặc biệt của cái sụn chêm ngoài nó khác cái sụn chêm trong, và chính cái độ di động của cái sụn chêm ngoài nó vẫn nhiều hơn.
Và cho nên khi bạn bị tổn thương cái sụn chân ngoài đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hoạt động của mình sau này, của khớp gối của mình sau này. Cụ thể như ít nhất thì bạn cũng được tạo hình cắt gọt đi thì cái sụn đấy nó ít nhất nó mất một phần hay là mỏng đi rồi, thì cái khớp gối nó đã lệch trục rồi thì nó sẽ lệch trục toàn bộ cả cơ thể, từ cột sống thắt lưng cho đến là chân bên kia nữa cơ, chứ không phải chỉ một mình cái gối đấy đâu. Cho nên là bạn cảm thấy nó lục khục tập tễnh thì nó cũng là bình thường thôi, vì tất cả những cái khớp như mình nói nó liên kết khăng khít với nhau rất là hoàn chỉnh. Cụ thể như là cái hàm răng của mình, hay còn gọi là cái khớp cắn này. Đấy, cái khớp cắn này, các bạn trông nó 9630 thế này thôi, nhưng các bạn cho một sợi tóc vào, các bạn cắn lại, các bạn cảm nhận được ngay là trong giữa hai hàm răng của mình có cái sợi tóc. Cái khớp gối cũng vậy, khi các bạn tạo hình gọt nó đi một chút là riêng cái khớp gối nó đã bị trống, nó đã bị thiếu đi một phần rồi, thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tệ đi. Đó là lý do các bạn cần phải chăm sóc cũng như là tập phục hồi cho nó thật sự là nghiêm túc đối với nó, cũng không nên quá chủ quan. Xin chào Hoài Phương, em mổ dây chằng rồi. Xin chào Hoài Phương, em mổ dây chằng chéo trước và dây sách sụn chêm được 1 năm, giờ cũng gối cũng vững và ít tập luyện chạy ok để đá bóng lại được chưa? Cái này thì cái câu hỏi này cũng rất là hay. Hoài Hương ạ, để có thể đá bóng được chưa thì nó liên quan đến rất nhiều thứ. Cái điều đầu tiên là cái gối của bạn nó phải ổn định như đã. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả những cái gân cơ của bạn nó phải đã phải đủ khỏe trong suốt cái quá trình 1 năm đó, bắt tập phục hồi như thế nào để cho nó tất cả những gân cơ cũng như là những cái khớp của bạn, gân cơ dây chằng, khớp trụ chêm của bạn có thể đủ khỏe để đáp ứng được với cái lượng vận động cụ thể như là đá bóng thì mình có thể đá được. Cụ thể như là đơn cử như cái việc là không phải là đùng một cái mình chúng ta có thể chạy cái được nửa tiếng hay 1 tiếng được luôn đâu. Chúng ta phải lên một cái kế hoạch chạy cho nó. Có thể chúng ta có chạy nửa tiếng, nhưng mà có thể chạy 1-2 phút, xong rồi đi bộ, xong rồi chạy, làm sao như thế cho nó được nửa tiếng dần dần để toàn bộ cơ thể chúng ta thích nghi với cái cường độ vận động như vậy thì mới chơi được. Còn đâu nếu mà các bạn mà thấy rằng là nó chỉ mới hơi đỡ thôi, thấy nó không đau nữa rồi mà có thể chạy được dăm 10 phút rồi mà chạy ra đá bóng thì khả năng mà nó tổn thương thì thực sự là đó là một tổn thương rất là khả năng rất là cao, cho nên là bạn hoàn toàn là phải nghiêm túc về cái việc đó, cũng như là các bạn tham khảo những ý kiến của chuyên gia thì nó sẽ thăm khám cũng như là xem trực tiếp được bạn cái bước chạy của bạn như thế nào, những hoạt động của bạn ra làm sao thì mới có thể được tập phục hồi còn chán. Cho nên là cũng không nên quá vội, bởi vì tất cả dục túc bất đạt, tất cả mọi thứ vội thì đều là không ổn bạn ạ. Rồi, xin chào cậu Út. Rồi, nếu quý vị các bạn thấy những cái video, những cái live stream này thực sự là có ích cho các bạn thì các bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người khác biết đến, thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là cảm ơn các bạn. Hay là các bạn có thể là ấn theo dõi cái trang fanpage này của chúng tôi để các bạn có thể thấy được những cái live stream, những cái chia sẻ này của tôi ngay từ ban đầu. Đấy, trước người khác như vậy thì nó sẽ là rất là tốt cho chính bản thân các bạn cũng như là cho cộng đồng. Và ai đó khi mà được xem những cái chia sẻ của các bạn thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất cảm ơn bạn trong những cái trường hợp mà họ rất là cần. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào cậu Út, cho em hỏi với ạ, em mổ dây chằng chéo trước 3 tháng đã đi lại và chạy nhẹ được rồi, đứng lên ngồi xuống thì thấy vẫn đau phía bên ngoài của xương bánh chè và cảm giác hơi đau nhói, vậy cối gối của em có bị làm sao không? Đối với những cái trường hợp của bạn mà sau mổ dây chằng chéo trước với 3 tháng thì đa phần của nó cũng phải tương đối ổn định rồi. Nếu như mà bạn mà vẫn còn thấy đau thì chắc chắn là nó có vấn đề gì đó, hoặc có thể là mình chăm sóc hoặc mình tập nó chưa đúng. Thì tốt nhất là các bạn nên là đến những chuyên gia để tham khảo ý kiến. Còn nếu như là mình cứ mò mẫm rồi mình tập rồi các thứ thì nhiều khi mà nó
nó sẽ tập quá cái ngưỡng chịu đựng của cái dây chằng mà mới bị tái tạo ra thì nó còn nguy hiểm rất nhiều, chưa nói đến vấn đề là có thể là tổn thương những cái khác. Xin chào Hoàng Đình Trung, bác sĩ cho em hỏi đứt bắn phần dây chằng chéo trước mức độ nào thì cần phải phẫu thuật ạ? Cái câu hỏi này rất là hay, rất là nhiều những người cũng hỏi với mình đấy. Đối với cái dây chằng chéo trước thì đứt thì nó tổn thương dây chằng chéo trước thì nó chia làm 3 độ. Độ 1 là gì? Độ 1 là tổn thương dưới 25% số sợi. Độ 2 là gì? Từ 26% số sợi cho đến là 74% số sợi. Độ 3 là từ 75% số sợi đổ lên là coi như đứt hoàn toàn. Đối với những cái trường hợp mà phải phẫu thuật hay không thì đối với nếu như bạn chơi thể thao với cường độ cao, gọi là chơi thể thao chuyên nghiệp, thì những cái trường hợp mà đứt từ khoảng độ đến 35% đổ lên đến tương đương với độ 2, giữa cái độ 2, độ 5 ấy, là đã có cái chỉ định phẫu thuật rồi. Còn đối với những cái người bình thường chỉ hoạt động bình thường thôi, sinh hoạt bình thường cũng như chơi thể thao nhẹ nhàng thôi, thì có thể là trên khoảng trên 45-50% thì nên phẫu thuật. Bởi vì tại sao? Khi mình phẫu thuật tức là từ cái độ 2 đổ lên là có chỉ định phẫu thuật rồi. Tức là mình phẫu thuật để làm gì? Có những trường hợp là hỏi với mình là sao gối của em vẫn còn chắc, em đi lại gần như thế bình thường, thậm chí em còn chạy được, em cũng đá được bóng rồi. Thế nhưng tại sao là có một số bác sĩ là cũng khuyên em nên mổ? Bởi vì thực ra vì tại sao? Tức là bạn mổ cái dây chằng chéo trước đó để giữ cho cái sụn chêm. Đó, giữ cho sụn chêm nó không bị tổn thương, bởi vì nếu như mà cái dây chằng chéo nó mà bị lỏng, bởi cái đầu gối nó sinh ra những cái đấy, nó được sinh ra gấp ra duỗi vào như thế này thôi các bạn ạ. Đó, gấp ra duỗi vào như thế này thôi. Nhưng khi mà bạn bị tổn thương cả cái sụn dây chằng chéo trước hay chéo sau gì đó thì cái cẳng chân này nó sẽ đưa ra đưa vào được, thì nó sẽ mài thêm cái sụn chêm. Đấy, mài thêm sụn chêm nó sẽ hỏng cái sụn chêm nó rất là nhanh. Đấy, cũng như là thoái hóa khớp gối rất là nhanh, cho nên là nhiều khi mà đối với trường hợp mà nó hơi lỏng khớp gối mà đứt khoảng độ đến 45-50% cái số sợi thì tốt nhất là các bạn nên được phẫu thuật để làm gì? Để bảo vệ cái sụn chêm. Còn những cái trường hợp mà kể cả mà đứt đến độ 2 rồi nó khoảng 30% thôi, mà nếu như mà sụn chêm dù nó bị tổn thương ít hay nhiều thì tốt nhất là bạn nên phẫu thuật. Mục đích là mổ dây chằng chéo, tái tạo lại dây chằng chéo trước để gối nó chắc hơn, để giữ cho cái sụn chêm thôi. Còn cái sụn chêm như mình nói là cái sụn chêm mới là một cái cực kỳ là nguy hiểm. Còn đối với dây chằng thì các bạn có bị đứt 1.000 lần hay là nối 1.000 lần đi chăng nữa thì nó vẫn còn nguyên một cọng dây chằng như thế, gối nó vẫn chắc. Thậm chí là những cái lần mà cái dây chằng được phẫu thuật xong nó còn chắc hơn cái dây chằng cũ cơ, vì các bác sĩ sẽ dùng những cái gân của mình hoặc là gân đồng loại hay tất cả thứ nó còn chắc hơn cái dây chằng cũ. Thì đối với dây chằng chéo thì cũng ở mức độ bình thường thôi, các bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến nó. Các bạn cứ tôn trọng nó, sức khỏe đấy là được rồi. Còn cái quan trọng nhất là cái sụn chêm các bạn ạ. Xin chào Phan Phước Đạt, bác sĩ cho hỏi khi mổ dây chằng chéo trước bán phần, lúc mổ vẫn để lại dây cũ và kẹp theo một dây gân mới, thì dây cũ đứt bán phần có bám vào dây chằng gân mới không, và thời gian bao lâu có thể chơi bóng lại khi không bị tổn thương sụn? Đối với trường hợp đó, bạn như trường hợp như của bạn là bị tổn thương bán phần dây chằng chéo trước và có gia cố thêm một sợi gân vào nữa, thì nhiều khi bản thân cái đối với cái dây chằng chéo ấy, nó đã gồm có 2 bó rồi, thì cho nên là khi mà cái bó kia đứt bán phần rồi thì coi như đứt một bó của dây chằng đó rồi, đúng không ạ? Thì các bạn gia cố thêm, các bác sĩ sẽ gia cố thêm một cái dây chằng, một cái bó nữa. Thì đối với cái bó, nó hai cái bó dây chằng chéo nó cũng không phải là nó dính vào nhau thành như thế này đâu, nó hơi vách chữ V như thế này, cho nên là có dính vào nhau hay không thì cũng không liên quan gì nhiều lắm. Tất cả khi các bác sĩ đã làm và gia cố lại cái dây chằng đó, các bạn đã theo cái cấu tạo giải phẫu của cái dây chằng đó rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể là an tâm trong cái việc đó. Chỉ quan trọng là các bạn chăm sóc nó như thế nào, tập phục hồi nó ra làm sao, thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Chứ còn bạn cũng không nên nghĩ là nhiều đến nó quá nhiều. Bạn tập trung để mà tập phục hồi và vật lý trị liệu cho nó và chăm sóc nó thì nó sẽ có lợi cho bạn hơn rất nhiều. Cứ an tâm, không sao cả, bác sĩ đã làm là ổn. Lê Ngọc, xin chào Lê Ngọc Diệp, bác sĩ cho em hỏi
Em bị gọt cả sụn chêm trong và sụn chêm ngoài, đứt dây chằng chéo trước, đã tiêm huyết tương dầu tiểu cầu. Liệu huyết tương có tác dụng nhiều vào sụn chêm không? Và thi thoảng có duỗi nó vẫn đau gối. À đấy, xin chào Lê Ngọc Diệp. Cái trường hợp của bạn thì... cái trường hợp của bạn thì đúng là thực ra là nó khá là phức tạp đó. Đối với tổn thương cả dây chằng chéo... em có thể ngồi xuống cũng được, đứng mỏi chân như nào đó. Đối với cái tổn thương cả dây chằng chéo rồi cả sụn trong sụn ngoài tất cả thì cái đấy thì đúng là cũng phải thực sự là tôn trọng nó và chăm sóc nó một cách thực sự là nhiệt tình, lên một cái kế hoạch cho nó, chứ đừng để nó quá là nặng nề, rất là khó. Mà nếu như mà bạn đối với cái tiêm huyết tương dầu tiểu cầu và các bạn tiêm một hai lần thì không nghĩa lý gì trong những cái trường hợp như này cả. Các bạn sẽ phải lên, bạn sẽ phải lên một cái kế hoạch cho nó hàng năm đó, hàng năm. Ví dụ như nó khoảng độ 3 tháng 4 tháng các bạn đi làm một lần vật lý trị liệu phục hồi chức năng, cũng như các bạn tiêm huyết tương dầu tiểu cầu để làm sao mà cho cái khớp gối của mình nó được nuôi dưỡng cũng như được tái tạo được tốt nhất đó. Chứ còn cũng không phải là khi tiêm huyết tương dầu tiểu cầu và nó mọc thêm cái sụn lên đâu các bạn. Đối với sụn đã gọt đi là nó vĩnh viễn nó mất là như vậy. Nó chỉ có cái là nó sẽ bị tổn thương thêm, thì khi bạn chăm sóc nó và tiêm huyết tương dầu tiểu cầu vào cho nó thì nó sẽ những cái mà tổn thương đó thì nó sẽ chậm lại mà thôi. Vâng, xin chào Nguyễn Chính, bác sĩ cho em hỏi, bị đứt gân gót gân asin 1 năm rồi, giờ em bắt đầu đá lại nhưng vẫn bị tràn dịch cạnh mắt cá, làm sao hết được bác sĩ? À rồi, xin chào Nguyễn Chính. Đối với trường hợp của bạn đã từng bị đứt cái gân asin mà đã được phẫu thuật đúng không ạ, thì đối với cái gân asin mà bây giờ bạn vẫn đá được bóng như thế là mình nghĩ là khá là ổn rồi. Chỉ có cái là đối với khi mà nối được cái gân asin đó thì chắc chắn là nó sẽ không được còn được lại như cái gân cũ của mình nữa, cho nên là các bạn cần phải chăm sóc cho nó, phải tập phục hồi cho cái gân đấy nó chịu được cái lượng vận động lớn, phải chịu được cái lượng vận động lớn như vậy thì cho nên là cũng đừng quá, tất cả mọi thứ quá đều không tốt đâu. Vì trước đây ví dụ như là cái gân đấy của bạn chịu được với cái lượng vận động này, thì là ví dụ như 100 cân. Nhưng đến bây giờ thì nó sẽ không còn được như thế nữa đâu. Đấy là mình đang nói là bạn tập phục hồi thật tốt ấy. Cho nên là mình cũng trân trọng nó, mình tập phục hồi cho nó thật tốt, cho nó được khỏe lên, rồi là mình chăm sóc. Rồi sau khi chơi thì mình chườm mát cho nó, rồi là về nhà mình chăm sóc, mình massage, rồi chườm mát, chườm nóng lạnh phối hợp cho nó. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà nó vẫn còn những cái mà triệu chứng khác nữa, ví dụ như tràn dịch ở mắt cá hay có thể là bất kỳ nơi đâu, thì nó có thể là nó liên quan đến một cái khác chứ không phải là liên quan đến cái gân asin đó, thì các bạn cần đi kiểm tra, thì mình sẽ nghĩ là sẽ là an toàn hơn cho bạn. Xin chào Yên Trần, bác sĩ cho em hỏi, em mổ được 5 tháng rồi mà lên xuống cầu thang vẫn chưa được phải tập vẫn chưa được phải tập động tác nào ạ? Đối với bạn phẫu thuật được 5 tháng rồi thì còn tùy thuộc vào là bạn bị tổn thương cái gì. Dây chằng chéo có sụn chêm hay không? Đó, đối với ví dụ như là cả dây chằng chéo, cả sụn chêm nữa thì thậm chí đến 3 đến 4 tháng thì mới được đạp xe rồi là lên dần những cái vị trí khác, những bài tập khác. Thì các bạn trong khi đó thì bạn đã chăm sóc được cho nó những gì rồi là một này, với bạn tập phục hồi những cái gì rồi. Thì đối với nếu như mà được 5 tháng thì đa phần là nó cũng là ổn định được rồi. Chỉ có thể là bạn tập chưa đủ hay tập chưa đúng mà thôi. Chứ còn lên xuống cầu thang có thể là nhẹ rồi là gượng thì mình nghĩ là vẫn ok thôi. Bạn cần đi được xin ý kiến của các chuyên gia để khám trực tiếp đối với bạn như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì việc là các bạn có thể là tìm trên mạng hay là trên nhóm hay là lấy những cái kinh nghiệm của người khác, những cái chấn thương của người khác để áp dụng cho mình, thì cái đấy thì là nó chưa đúng đâu. Bởi vì cùng một cái tổn thương như vậy nhưng trên mỗi một con người nó là khác nhau hoàn toàn,
chúng ta là con người chứ không phải là một cái máy. Ví dụ như là đối với một cái xe máy chẳng hạn, ví dụ như là một cái bình buji nó hỏng, các bạn chỉ thay cái buji vào là chắc chắn nó xe máy nó sẽ nổ và nó sẽ đi được, đúng không ạ? Nhưng đối với con người mình, có rách trụ chêm, em có khâu trụ chêm, rõ ràng em rách hình liềm mình các thứ như thế, cũng khâu trụ chêm như các bạn kia cùng thời gian, tại sao bạn kia bạn ấy bằng này bạn ấy chơi được, thời gian bạn chơi được, mà tại sao em cũng bằng này thời gian mà lâu hơn các bạn rồi em cũng chưa chơi được, mà em còn thậm chí đấy, ví dụ như không lên, chưa lên cầu thang được như vậy. Thì trên mỗi cơ thể mỗi con người nó khác nhau, thì cho nên là bạn cũng cần phải được tham gia những tham khảo những ý kiến của chuyên gia, thì mình nghĩ sẽ có lợi hơn cho bạn, tránh cái tình trạng mà để nó bị tổn thương thêm rất nhiều. Và nó làm nhiều khi mà cái gối của bạn ấy chưa chịu được, chưa đủ để chịu được với cái lượng vận động như vậy mà mình làm ấy, thì nó sẽ bị rất là tổn thương thêm và nó phí cái công mà mình đã phẫu thuật cũng giống như là mình chăm sóc nó từ trước. Xin chào Ngọc Huét, bác sĩ cho em hỏi, mổ dây chằng chéo trước được 4 tuần và mỗi lần gấp gối thì em thấy tức phần gân khoeo ở sau và bị chuột rút ở bắp chân, liệu có sao không? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin chào Ngọc Huét. Thì cái đấy là rất là hay các bạn ạ. Khi đối với khi bạn phẫu thuật dây chằng chéo thì là các bác sĩ sẽ lấy cái nhóm gân, nhóm nhân gân chân ngỗng ở đây của các bạn đó. Đấy, ở đây cho các bạn, cho nhiều khi mà sau khi mà khi các bạn phẫu thuật xong, các bạn thấy nhiều khi nó tú tím hết cả cái đùi sau này, đúng không ạ? Tím hết cả cái đùi sau này thì nhiều, có rất nhiều người thì bảo là dịch máu từ trong khớp gối nó chảy ra, nhưng thực ra không phải. Đấy là đó là cái vết mà lấy cái gân ra để thay làm cái dây chằng cho bạn. Thì khi mà đa phần là các bạn, khi các bạn sau khi các bạn phẫu thuật sau thì đa phần là các bạn chỉ tập trung vào cái mặt trước này là chính thôi. Mình thấy gặp rất nhiều những trường hợp mà đa phần các bạn chỉ tập trung vào cái mặt trước này này, không tập trung vào cái mặt sau bên trong này. Cho nên nhiều khi có những trường hợp mất gấp, mất duỗi vì đúng cái gân này này. Đó, thì nó sơ cứng thì các bạn có thể là massage rồi chườm nóng các thứ cho nó, thì mình nghĩ là nó sẽ khá ổn và cũng căng cơ ra. Đấy, căng cơ các bạn cũng có thể ngồi các tự căng như thế này. Đó. Tự căng như thế này, căng đằng sau là nhất là nó còn hay bị co rút cái đằng sau này. Thì các bạn căng cơ nó ra, cũng như là mình chăm sóc, mình massage cho nó. Để massage cho nó thì gân cơ mình cứ massage thôi. Massage thực ra rất là đơn giản, các bạn có thể tự day như này vì cái mặt nó ở trong. Các bạn có thể tự day này, cũng không cần phải đến nhờ đến chuyên gia y tế hay là người khác đâu, các bạn tự day này. Nếu như đương nhiên là những người có chuyên môn thì khi bạn nằm sắp xuống, các bạn có thể là day được, hoặc bạn ngồi đây bạn bóp nhẹ nhàng này. Nhẹ nhàng. Đấy, nói xong rồi tối bạn có thể chườm ấm cho nó thì nó mềm dẻo ra thì nó sẽ tốt hơn. Xin chào Phạm Vinh. Em chào anh Thủy nhé, em tiêm 3 ngày cũng cảm thấy ok đấy anh ạ. Hơi tươi tươi rồi, em cảm ơn anh. Chiều 7 hôm nữa em qua. Rồi, cảm ơn Phạm Vinh rất nhiều. Đó thì thực ra anh cũng rất là vui khi em đã trao chọn cái niềm tin yêu cũng như sự tin tưởng để chăm sóc cái gối của em. Và em cũng thực ra cái gối của em cũng khá là phức tạp, nhưng anh cũng rất là vui khi mà em luôn luôn là hợp tác với điều trị, cũng giống như là tuân theo tất cả những chỉ định từ điều trị cho đến tập phục hồi. Và anh thấy rằng là em cũng đối với chấn thương mà nặng nề như của em mà như thế là hồi phục khá là tốt. Chúng ta cùng quyết tâm để chữa khỏi nhé Vinh nhé. Hẹn gặp lại em. Xin chào Hồng Dược Nguyễn. Em bị khớp chè đùi 2 năm rồi do ngã mà giờ đau nhức teo hết chân rồi, bác sĩ giúp em với. Rồi đó, những cái trường hợp mà bị teo hết cả cái cơ đùi ấy thì chắc chắn là có một cái tổn thương nội khớp nào đó, có thể đấy dập cái khớp chè đùi, hay là khớp chè đùi cụ thể là cái sụn chêm, hay là sụn khớp, hay là thậm chí là dập xương, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến teo cái cơ đùi đó. Thì bạn nên được đi chụp, ít nhất là bạn chụp một cái phim cộng từ, rồi đến những chuyên gia về chuyên khoa vị học thể thao, cũng như là các bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp, thì các bác sĩ sẽ khám và đưa ra một cái phác đồ điều trị tốt nhất cho bạn. Tránh đừng để nó khi các bạn để càng lâu mà không điều trị thì càng ngày nó sẽ càng tệ đi, cũng như là cái
cái đùi nó teo lại thì tập bao giờ nó mới lên được. Các bạn cần phải điều trị cho nó khỏi đi, sau đó rồi bắt đầu mình tập nó mới lên được, chứ để càng lâu thì nó càng không nên đâu. Thế nhá, Hồng Đức Nguyễn nhá. Xin chào Hào Nguyễn, bạn cứ hỏi đi, bác sĩ có thể tư vấn em một chút được không ạ? Em bị tổn thương dây chằng bên phía trong gối, không phải dây chằng chéo. Rồi. Rồi, xin chào Hào Nguyễn. Đối với cái dây chằng bên thì cũng rất là hay các bạn ạ. Dây chằng bên thì nó có rất nhiều những cái hình thái bị chấn thương, nó liên quan đến nó mình có khi là mình phải lấy cái máy ra mình chỉ. Đây, mình lấy cái này đi. Lấy cái này đây, dây chằng bên đâu? Đây, lấy luôn tại cái máy này. Đây, ok. Đây các bạn xem rõ không ạ? Xem rõ không em? Rồi. Rồi, ok. Đối với cái dây chằng bên thì đây, ví dụ như dây chằng bên chày đây, dây chằng bên trong đây đúng không ạ? Đấy các bạn xem rõ không ạ? Đây, dây chằng bên trong đây. Hơi chói đó. Đấy, đỡ hơn đúng không ạ? Thế này lấy tay nào. Đấy rồi, ok, giữ cho anh. Đấy, đối với cái dây chằng bên trong thì đây là cái điểm bám trên của lồi củ của lồi cầu trong xương đùi. Đấy, bên dưới này bám vào cái đầu dưới xương chày, mặt trong của xương chày. Còn ở giữa này, dây chằng trong thì nó được cấu tạo bởi hai bó, bó nông và bó sâu. Thì đối với nó đặc biệt hơn là cái dây chằng ngoài một chút, nó cấu tạo hai bó và cái bó sâu này nó lại bám vào cái sụn chêm. Nếu như mà bạn bị tổn thương ở cái phần cái bám xương chày này thì nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì là quá khó khăn, mà nó cũng không để lại được quá nhiều cái hậu quả sau này, trừ với điều kiện bạn nó phải xử trí tốt ngay từ ban đầu thì nó có thể liền khá là tốt. Còn đối với một phần nó bám ở cái cực trên này này thì có thể là nó cũng có liền được, nhưng mà nó sẽ gây đau mãi cho mình, nó đau rất là lâu. Đó là những cái trường hợp như thế này mình đã phải xử lý ngay từ ban đầu, rồi mình nẹp, rồi mình vật lý trị liệu phù chức năng, rồi các kiểu. Không thì kể cả sau này nó có liền lại đi rồi đi chăng nữa thì nó vẫn cứ có thể là nó gây đau suốt. Có mình đã gặp những trường hợp đau đến 2-3 năm một mình, mặc dù là gối chắc rồi đá bóng nhưng mà cứ đặt lòng hay là miết cái chân xuống là nó lại đau. Đấy, còn đặc biệt là nguy hiểm nhất là ở cái 1/3 giữa này, 1/3 giữa này, cái sụn chêm này, cái bó sâu của dây chằng bên chày nó bám vào cái sụn chêm. Nếu như bị tổn thương ở giữa này, thậm chí là nó sẽ tổn thương, nó tách cái sụn chêm ra. Đấy, nó tách cái sụn chêm ra, và cái này là thực sự là nó rất là nguy hiểm. Thì các bạn cũng nên được xin các ý kiến chuyên gia, thì như thế thì nó sẽ có lợi cho bạn hơn rất nhiều. Đây, mình xin phép vào là đâu rồi, cái trang vừa rồi của mình đâu rồi, đây rồi. Đó, xin chào Du Can, em mổ được 6 tháng, em chạy bộ đường dài, đạp xe nhiều, đang quay lại cường độ cao, em sợ khớp bị khô nên em làm gì để bảo vệ ổ khớp? Đúng. Thì mọi người cứ hay gọi là khô khớp ấy, thì bản chất của nó thì nó vẫn cứ là thoái hóa thứ phát á. Thì dịch khớp gối nó tiết ra nó không được đầy đủ, hay cũng như là chính những cái sụn khớp hay những cái bao khớp đó nó cũng bị thoái hóa thứ phát theo. Thì cái đó thì bạn cần phải chăm sóc cho nó, các bạn cần phải massage cho nó, tốt nhất là hàng ngày đó. Và nếu khi bạn bạn nên là trước khi tập luyện các bạn có thể là massage nóng lên. Bây giờ bạn được 6 tháng rồi, được 6 tháng rồi thì có thể các bạn chườm mát nhẹ nhàng cái khớp gối của mình lên. Bạn có thể xoa cái cục đá lên cái đỏ cái da khớp gối của mình lên. Thế sau đó thì bắt đầu bạn lại khởi động lại nhẹ nhàng từ từ cho khớp gối nó lại nóng lên lại từ đầu. Thế rồi sau khi mà phục hồi xong, sau khi tập phục hồi xong, tập nâng cao cường độ xong thì chắc các bạn phải chườm mát vào cho nó. Tại sao lại gọi chườm mát thì mọi người cứ hay là gọi là cái chườm đá, nhưng thực ra mà nói thì đối với chườm đá thì nó lạnh quá thì nó sẽ không tốt, nó sẽ tăng cái khả năng thoái hóa hơn rất nhiều.
mình chỉ chườm với cái nhiệt độ gọi là chườm mát là tương đương với cái bó rau hay quả táo của bạn để trong tủ lạnh mà thôi. Chườm mát với cái lượng đấy là vừa đủ, bạn có thể chườm từ 15 phút cho đến 30 phút cho mỗi một lần chườm sau khi chơi chơi thể thao với cường độ cao. Và đối với cái khớp gối mà nó bị đấy, như vấn đề là nó bị thoái hóa thế, thì các bạn cần phải dùng thêm một số những cái thực phẩm chức năng đấy, là những cái glucosamine và phối hợp với collagen type 2 đấy, thì nó sẽ tốt cho khớp gối cho mình. Mình đã lên kế hoạch cho hàng năm, mỗi một năm mình uống làm 3-4 đợt hoặc 2-3 đợt gì đó, tùy mình. Mình có thể chọn những cái loại nào mà nó tốt nhất trên thị trường, mà nếu như bạn biết được thì nó sẽ tốt nhất. Ở đấy, sau nữa thì mình có thể là tiêm huyết tương dầu thổ cầu hoặc là tế bào gốc các thứ vào để là tái tạo lại những cái mà nó thoái hóa thứ phát, cũng như là cho trẻ hóa lại cái khớp gối và đẩy lùi cái quá trình thoái hóa của nó lại, như thế nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thay vì mình cứ dùng đến cái lúc mà nó không chịu nổi được nữa thì nó sẽ đau, nó sưng lên rất nhiều, và sau này là chắc chắn nó như thế. Bạn cũng tôn trọng nó một chút thì mình nghĩ là nó ok thôi. Xin chào Nguyễn Đắc Khang. Bác sĩ cho em hỏi, em bị rách sụn chêm nhưng hiện tại gối em vẫn duỗi bình thường, đi lại không đau lắm, thì liệu để được lâu hay phẫu thuật sớm ạ? Xin chào Nguyễn Đắc Khang. Cái câu này rất là hay. Rất nhiều những trường hợp, ngay hôm qua các bạn ạ, ngay hôm qua có một bạn ở Hải Dương lên đây với mình. Hôm qua là Chủ nhật. Có Hải Dương lên với mình thì bạn ấy bị tổn thương cái... bị tai nạn giao thông, đứt cả cái dây chằng chéo, rồi vỡ cả cái sụn chêm ngoài, rồi dập tất cả những nhiều những xương mâm chày, rồi lồi cầu ngoài xương xương đùi này các thứ. Thế nhưng sau khi bạn ấy cũng chườm đá, rồi thậm chí là đi đắp thuốc nam thuốc bắc gì đó, thì bạn thấy nó có vẻ đỡ hơn, và bạn ấy cứ hỏi là em có thể không phẫu thuật được hay không. Thì đối với những trường hợp như thế thì chắc chắn nếu như mà có tổn thương sụn chêm đi chăng nữa thì tốt nhất là bạn nên phẫu thuật, nếu như nó tổn thương đến độ 2, độ 3 trở đi. Vì cái tiêu chí bây giờ thì các bạn cứ an tâm, tiêu chí bây giờ là bảo tồn sụn chêm một cách tối đa. Nếu như bạn bị có, nếu mà có đứt dây chằng chéo hay như thế nào đó mà tổn thương cái sụn chêm ở mức độ nhẹ thôi, thậm chí các bác sĩ cũng không can thiệp vào nó để tự hy vọng cho nó liền lại. Còn nếu như bị nhiều quá thì mình có thể là mình tái tạo lại và khâu lại để giữ cho cái sụn chêm nó được còn nhiều nhất có thể, được nguyên vẹn nhất có thể. Cho nên là tốt nhất là bạn nên đi tham gia các ý kiến của chuyên gia, nó sẽ tốt hơn là có thể bảo tồn được hay là phải phẫu thuật ngay. Vâng, xin chào Đinh Trương Vinh. Chào bác sĩ, em bị rách sụn chêm độ 3, khi phẫu thuật các bác sĩ nói là gọt. Vậy em hỏi sau phẫu thuật thì em nên chơi lại môn bóng không? Em đã mổ được 6 táng. Hiện tại em mới chơi lại được tennis. Đối với trường hợp như của bạn mà bị rách sụn chêm độ 3 mà 6 tháng mà bạn chơi lại tennis được thì vâng, xin chúc mừng bạn. Rất là tuyệt vời. Đối với những cái trường hợp như vậy thì bạn nên chăm sóc cho nó tốt. Mình nghĩ rằng là với 6 tháng mà rách sụn chêm độ 3 mà bây giờ bạn chơi được tennis rồi thì chứng tỏ là cái cách chăm sóc của bạn là khá là ổn rồi đó. Thì bạn cứ thế là bạn... làm theo đúng những cái gì mà mình đã làm, mình nghĩ là khá là ổn rồi. Độ 3 nó cả vấn đề đấy, mà chơi được tennis thì các bạn để chơi được bóng đá thì tốt nhất là các bạn cứ tập luyện lên từ từ để cho tất cả toàn bộ cơ thể nó thích nghi, nó quen và nó có thể là nó được đáp ứng được với cái lượng vận động như vậy, nó sẽ là tốt hơn cho mình rất là nhiều. Cũng đừng nóng vội quá, nó không tốt đâu. Mình xác định là đối với những cái cầu thủ chuyên nghiệp thì riêng cái tố chất cơ thể đã tốt hơn người bình thường rồi. Còn đối với người bình thường như chúng ta thì nên cũng cứ chậm một chút, nó không sao cả. Dục tốc bất đạt, nhanh thì nhiều khi nó rất là dở. Vậy nhá. Xin chào Hào Nguyễn. Và vì em bị vào tháng 4 có đi bác sĩ bảo không cần phẫu thuật. Nhưng đến nay cơ đùi vẫn teo và có tập cơ đùi. Đúng rồi, đấy, mình nói bác sĩ bảo không cần phẫu thuật thì đúng là tiêu chí thì nên như mình nói đấy, bây giờ tiêu chí tất cả các bác sĩ là tiêu chí là giữ được cái sụn chêm nhiều nhất có thể. Nhưng đối với tại sao là vẫn teo thì chắc chắn là vẫn teo bạn ạ. Tất cả những cái tổn thương nội khớp thì chắc chắn là nó sẽ teo cơ đùi.
Cho nên là bạn cũng cần là để nếu như là để muốn cho nó cơ đùi nó nhanh hồi phục hơn thì thứ nhất bạn tập hồi phục tốt này, bạn chăm sóc cho cái gối của mình cụ thể như cái sụn chêm nó được tốt nhất có thể, như vật lý trị liệu phù chức năng, rồi tiêm huyết tương, rồi tiểu cầu, rồi các kiểu, rồi uống thuốc thực phẩm chức năng hay những bổ thuốc bổ sụn khớp rồi các thứ thì mình nghĩ nó sẽ là ổn thôi. Còn khi mà các bác sĩ bảo là không cần mổ thì đấy cũng xin chúc mừng bạn. Nhưng mà phải lên cái kế hoạch chăm sóc cho nó hàng năm chứ không phải là không phải phẫu thuật mà nó khỏi hoàn toàn như bên kia được đâu. Chắc chắn là không, lên kế hoạch cho nó rõ ràng vào. Xin chào Phước Hiến, Phước Hiếu. Bác sĩ cho em hỏi, em phẫu thuật dây chằng chéo trước không chéo trước chân không thuận cách đây được 4 tháng và mình xin phép mình chờ một chút em có thể quay ra kia để cho tình trạng này bác sĩ cái chân máy mình đi tìm cái chân mình đi tìm cái chân máy không biết là ở đâu cái chân máy ở đâu rồi chứ bác sĩ Thành cầm suốt một tiếng như vậy là cũng khá là mỏi rồi. Đây rồi, không có cái chân máy nhưng mà khổ cái đèn nó lại ngược này. Không biết có để nó chân máy hay không. Rồi, mình xin phép để lại chân máy xem là bác sĩ Thành có để được như thế nào không. Xem không. Cái này nó mỏi tay đứng suốt từ nãy cả tiếng đồng hồ. Thử xem có được không. Hy vọng là được ở chỗ nào đó. Được đấy. Vừa làm mình vừa sẽ trả lời các bạn. Chân không thuận. Xin chào Phước Hiếu. Có dây chéo chân không thuận. Em có cách nào để lên được không? Thế em đỡ phải cầm nữa đó. Đây. Bác sĩ Thành không cầm nữa. Cái này em có thể để bất kỳ đâu cũng được, không cần phải kẹp được đâu. Kẹp đây là được rồi. Hãy em chỉnh cái. Vâng. Để em chỉnh cho. Đấy, em chỉnh đi, không thì đi về đi cầm mỏi tay. Cái đèn. Cái này em chỉnh cái ánh sáng cho anh. Đây được không? Như này có sáng vào không? Được rồi. Đây được không? Vâng. Chỉnh như nó hơi bị chéo. Em chỉnh cho nó cân. Được chưa? Được rồi. Ừ, xem cái ánh sáng được chưa? Ánh sáng, ok. Ừ, ok, rồi. Xin chào Phước Hiếu, bác sĩ cho em hỏi. Ok, em có, nếu mà xong rồi em có thể về. Rồi, cảm ơn em, suốt đời mỏi tay chưa? Mai anh massage cho em nhé. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin chào Phước Hiếu, bác sĩ cho em hỏi, em phẫu thuật dây chằng chéo trước chân không thuận cách đây được 4 tháng, em tập luyện vật lý trị liệu hồi phục chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, từ 8 tháng đến 12 tháng em có thể chơi đá banh như lúc trước được không ạ? Với lại trụ có yếu hơn trước không ạ?
cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa Phước Hiếu thì để mà có thể mà chơi được lại thể thao với cường độ cao, cụ thể như là bóng đá, thì các bạn điều đầu tiên thì các bạn cứ chăm sóc vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho nó thật tốt, thật chuẩn, thật đầy đủ. Sau đó rồi là tập phục hồi cho nó thật tốt lên. Đó, phải tập phục hồi cho nó thật tốt để cho tất cả những gân cơ dây chằng rồi là sụn chêm rồi tất cả mọi cái, thậm chí cả xương của chúng ta được có thể là chịu được với cái lượng vận động nó cao như cái môn bóng đá thì nó sẽ tốt hơn. Tránh cái tình trạng nếu như mà cái chân của mình, tất cả những cái cơ thể của chúng ta là chưa chịu được cái lượng vận động lớn như vậy mà mình tập vào thì chắc chắn nó, kể cả cho giờ bạn liền hoàn toàn rồi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị quá tải, nó sẽ bị đau. Chưa nói đến vấn đề là có bị tổn thương chính cái dây chằng mà mình được phẫu thuật, hay là chính những cái gân cơ hay sụn chêm xung quanh nó có thể bị tổn thương. Cho nên các bạn phải tập phục hồi lên và phải test được những cái có những bài test cụ thể, là bạn có thể đến tuần này bạn làm được những cái gì sau đó rồi bạn mới ra chơi được. Để tránh cái tình trạng bắt đầu thấy không hết đau rồi cảm thấy chân nó khá khỏe rồi ra đá bóng vào, mình gặp khá là những trường hợp như vậy thì cũng khá là đáng tiếc. Cho nên là bạn cũng cứ cẩn thận thì nó sẽ tốt hơn, và tập lên từ từ cho cơ thể mình nó đáp ứng được với cái lượng vận động là ok thôi. Anh cảm ơn nhá, mai anh massage cho mỏi tay không? Bình thường rồi, ok, mai anh massage hết mỏi, anh cảm ơn. Xin chào Nguyễn Minh Cường. Đó, cái câu hỏi này rất là hay, như vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ với các bạn đó, là làm gì để khắc phục tình trạng khô khớp sau mổ khớp gối. Em được mổ được 7 tháng, co vào duỗi ra cứ kêu lục cục. Đúng rồi bạn ạ, cái trường hợp như vừa mình có chia sẻ đó, là khi co vào duỗi ra nó kêu lục cục, đi nó lục cục, thậm chí nó vẫn còn đau ở trong khớp gối ấy. Đấy là cái dấu hiệu ít nhất là cái gọi là cái thoái hóa thứ phát sau phẫu thuật hoặc là sau chấn thương, thì cần phải chăm sóc cho nó bằng cách mình tập phục hồi cho nó gần tất cả những cái nhóm gân cơ nó thật khỏe lên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải vật lý trị liệu phù chức năng cho nó, gồm những cái điện xung rồi là siêu âm rồi hồng ngoại rồi vi sóng rồi là sốc quay rồi là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, rồi là cùng như là uống những cái thuốc để bổ của sụn khớp, cụ thể như là glucosamine phối hợp với collagen type 2 để mà làm chậm lại cái quá trình thoái hóa thứ phát, như thế thì nó sẽ rất là tốt. Còn nếu như bạn cứ để không như thế thì chắc chắn là nó sẽ bị thoái hóa, cũng như là cụ thể như là nó sẽ bị nặng nề hơn khá là nhiều, càng ngày nó sẽ càng tệ, thì cố gắng là mình chăm sóc nó tốt vào. Đó, mình ra đây một chút. Xin chào Phạm Minh. Xin chào Phạm Minh, nhưng mà ngồi xuống đứng lên vẫn hơi đau ạ. Đúng rồi, thì lúc nào bạn rảnh thì bạn có thể qua đây mình xem lại cái khớp gối cho bạn nhé. Xin chào Yến Trần. Cảm ơn bác sĩ, em được 5 tháng, em định Tết xong mới đi phục hồi chức năng, có muộn không? Thưa bạn, thì vì nó liên quan đến cái công việc cụ thể của mình, cái thời gian cụ thể của mình, cho nên là nếu như mà mình đi mổ được, mình đi tập phục hồi chức năng thì càng sớm thì càng tốt. Tuy nhiên thì vì là cái điều kiện nó chưa cho phép thì mình có thể là nó tóm lại là mình cứ tập sớm nhất có thể, muộn còn hơn không. Thế nhé bạn nhé. Xin chào Mạnh Phúc. Anh ơi, em bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, rách sụn chêm độ 3 thì có cần mổ sớm không ạ? Thưa Mạnh Phúc, thì đối với như trường hợp như của bạn thì thực sự bạn mổ càng sớm càng tốt.
đối với cái dây chằng chéo trước, nếu như bạn không tổn thương sụn chêm ấy thì bạn có thể mổ chậm hơn một chút cũng được, miễn là bạn tập cho gân cơ nó khỏe lên rồi chăm sóc cái gốc cối thật là tốt thì nó sẽ là tốt nhất rồi. Còn nếu mà bạn đã bị có rách cả sụn chêm thì tốt nhất bạn mổ càng sớm càng tốt, để làm gì? Nếu khớp gối nó lỏng thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sụn chêm. Rất nhiều sụn chêm mà nó sẽ rách rộng hơn ra nữa, và cái sụn chêm nó là những cái gì nó là thực sự là rất là ghê gớm. Cho nên là bạn đi mổ sớm đi. Đừng để nó quá muộn nó rách thêm cái sụn chêm. Đấy, lại còn rách độ 3 nữa, rách thêm cái thì rất là nguy hiểm. Bạn mổ sớm nó đi nhá. Nói chung bạn tôn trọng cái dây chằng 1 thì bạn tôn trọng cái sụn chêm 1000 lần. Vâng, xin chào Nguyễn Cúc Khánh, bác sĩ ơi. 5 năm trước em mổ rách sụn chêm ngoài và đã gọt. 2 tháng trước em sưng gối có đi khám thì bác sĩ bảo vẫn rách chỗ sụn đó nhưng chỉ chườm đá chứ không cần mổ lại. Vì đã từng bị rách rồi, bây giờ gối em đã hết sưng nhưng đùi đã teo lại. Thì em có thể chơi thể thao lại được không? Đối với trường hợp 5 năm trước thì riêng về cái riêng cái thoái hóa thứ phát của cái khớp gối của bạn thì cũng đã đủ là khá là mệt rồi, chưa nói đã từng mổ sụn chêm và gọt đi. Và bây giờ bạn chụp lại thì sụn chêm nó vẫn bị rách thì đúng thôi. Bởi vì cái sụn chêm đấy nó gọt đi rồi thì đương nhiên là chỗ đấy nó trống, thì bạn sẽ nhìn thấy nó rách. Nó trống, cho nên là bạn chăm sóc cho nó bằng cách vật lý trị liệu phù hồi chức năng, sau đó rồi tập phục hồi cho nó cơ nó vững, nó khỏe lên, nó hỗ trợ cho cái khớp gối. Rồi là uống những cái thực phẩm chức năng glucosamine phối hợp với collagen type 2 cũng như là tiêm huyết tương dầu tiểu cầu cho nó, thì để cho nó chậm cái quá trình thoái hóa lại. Cũng như là tái tạo lại được một phần những cái nó bị thoái hóa và nó bị tổn thương cái gì thì nó liền nhanh, liền tốt hơn thôi. Thì bạn nên là chăm sóc nó một chút. Để lâu quá thì càng ngày nó càng tổn thương thêm thì nó sẽ teo thêm. Nó sẽ không tốt đâu sau này. Xin chào Ngọc Vũ Nguyễn. Bác ơi cho em hỏi, em có mổ dây chằng chéo trước lần thứ 2 và khâu sụn chêm thì khả năng bình phục cao nhất của dây chằng với sụn chêm được bao nhiêu phần trăm ạ? Đối với những cái trường hợp mà đã từng tổn thương dây chằng và sụn chêm mà đã được mổ đến lần thứ 2 ấy, thì cái khả năng thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Thứ nhất là cái tổn thương ấy của bạn thứ nhất là cái tổn thương của bạn bị ở cái mức độ nào đó, ở mức độ nào và các bác sĩ đã chăm sóc và thao tác cho bạn được như thế nào rồi. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến về vấn đề lứa tuổi, rồi giới tính, rồi tình hình cụ thể hiện tại của cái sụn chêm của bạn bây giờ. Sụn chêm và cái dây chằng của bạn bây giờ nó ra làm sao thì nó sẽ liên quan đến cái quá trình hồi phục. Nếu mà tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mà hồi phục thì nó sẽ càng thấp đó. Và cái nam thì sẽ hồi phục tốt hơn nữ một chút. Thì tốt nhất là bạn nên đi còn về được khoảng bao nhiêu phần trăm thì nó trên cái mức độ tổn thương của bạn, cũng như là cái tình trạng hiện tại của bạn hiện tại ra làm sao, thì các bạn cần có thể là sẽ đến các chuyên gia để được tư vấn được tốt nhất. Vì các chuyên gia có thể cần phải khám trực tiếp cũng như xem cái phim cụ thể của bạn như thế nào thì mới đưa ra được một cái lời chính xác nhất. Bởi vì đối với con người mỗi chúng ta thì không ai giống ai cả. Đối với cùng một cái tổn thương sụn chêm độ như vậy, nhưng mà trên người này thì nó như thế này, trên người khác thì nó như khác. Thế cho nên là cái đấy thì nó sẽ an toàn hơn cho bạn rất nhiều. Bạn Ngọc Vũ Nguyễn nhé. Xin chào Hoàng Duy Long. Bác sĩ ơi, em mổ cắt sừng trước sụn chêm ngoài được 2 tháng, giờ vẫn tập luyện hàng ngày, duỗi gập ok nhưng gập hết cỡ thì thấy hơi nhói. Bước lên cầu thang vẫn kêu lộp rộp nhỏ, cho em hỏi có thể trở lại đá bóng được không? Rồi,
Câu hỏi rất là hay Hoàng Duy Long ạ. Đối với các bạn tổn cắt mổ cắt sừng trước sụn chêm ngoài được 2 tháng thì khi bạn gấp hết cỡ vào thì nó vẫn còn đau thì nó vẫn là ở mức độ là bình thường thôi, cũng không nên quá lo lắng về việc đó. Còn nó kêu lộp cộp đó thì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái lộp cộp đó. Thì đối với cái khớp gối của chúng ta thì nó tất cả những khớp ở trên cơ thể thì nó hoàn toàn là nó mang tính chất là nó liên quan rất là mật thiết với nhau và nó chuẩn chỉ với nhau, khăng khít với nhau đến từng, nó tóm lại nó là 100%. Cho nên là khi bạn bị gọt một chỗ đi rồi thì cả cái khớp cái chỗ đấy nó sẽ bị trống. Thì khi bạn nó sẽ đã mất cái cấu trúc giải phẫu của khớp gối rồi, không còn như bình thường như bên kia nữa, thì cái khả năng kêu thì nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Hay là bạn đi lại bạn cảm thấy trống cái vùng đó thì nó cũng rất là bình thường. Cho nên là bạn cũng cần chăm sóc và tập phục hồi nó tốt, dần dần cơ thể chúng ta nó sẽ bình chỉnh lại để cho thích nghi với những cái mà tổn thương đó. Tuy nhiên thì bạn cũng cần phải chăm sóc nó bằng cách quản lý trị liệu cũng như là uống những cái thuốc bổ sụn khớp như glucosamine rồi là collagen type 2 hay là tiêm huyết tương từ tủ cầu rồi là quản lý trị liệu rồi massage cho nó thì nó sẽ tốt hơn, thay vì cái việc là mình cứ chỉ tập thông thường không thôi. Và mình chăm sóc thì nó cũng phải đúng, trước tập và sau tập thì cố gắng lên chườm mát cho nó một chút từ 10, 15, 20, 30 phút thì nó sẽ tốt hơn. Là việc để không nó thì càng ngày nó sẽ càng tệ nên mất rất là phí. Đối với cái sụn chêm thì cần phải thực sự mà nói là phải tôn trọng nó rất là nhiều. Xin chào Nguyễn Trung Đức, đang trả lời Nguyễn Thế Anh, khi nào anh về mà chân vẫn đau thì cứ đưa bác sĩ khám cho. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn Nguyễn Trung Đức cũng như là Nguyễn Thế Anh rất là nhiều. Thì các bạn có thể là tự chăm sóc cho nó thật tốt hơn nữa vào nhé. Xin chào Tấn Phú. Bác ơi, em mổ sụn chêm được 2 năm rồi, lên xuống cầu thang khó khăn và cơ phát triển tốt nhưng đi chưa thật chân. Có cách nào để hết bị triệu chứng như vậy không bác? Rồi. Đối với trường hợp mà bạn đã bị cắt, đã chấn thương sụn chêm và đã được tái tạo lại, đã tạo hình lại cái sụn chêm thì đấy như vừa mình nói thì khi bị cắt sụn chêm rồi thì chỗ đấy nó bị mất, đúng không? Tổn thương nó rách các thứ thì nó bị mất, thì cái đấy thì các bạn cũng nhiều khi cũng chúng ta vẫn phải chấp nhận đến cái việc là như vậy. Cụ thể như là phải chăm sóc cho nó thôi. Còn không thật chân thì cái chuyện đấy thì nó cũng rất là bình thường. Vì bây giờ cái cấu trúc giải phẫu của cái khớp gối nó không còn như ngày trước nữa, và giữa hai chân nó sẽ không cân nhau, thì cái chuyện đấy thì nó rất là bình thường. Cụ thể như ở đầu livestream mình cũng có chia sẻ với có một vị khách của mình ở đến đây thì anh ấy cũng bị chấn thương sụn chêm trong rồi là cũng được tái tạo tạo hình lại. Rồi một chút thì nó mặc dù là đá được bóng rồi nhưng vẫn không thật chân, cái chuyện đấy nó rất là bình thường thôi. Dần dần mình sẽ tập cho gân cơ nó khỏe lên, là cơ thể mình sẽ bình chỉnh lại cho nó đáp ứng được với cái cấu trúc giải phẫu đã bị thay đổi cho cái khớp đó, vì cái khớp của mình nó rất là tinh vi, cho nên là chỉ cần một cái thay đổi rất nhỏ trong cái khớp nó đã làm biến đổi cả cái cảm giác của cái khớp gối đấy rồi. Cho nên bạn cần phải tập cho nó tốt. Và đối với bạn cảm thấy nó không thật chân ấy, thì có thể trong một số những trường hợp mà bạn tập phục hồi ngay từ đầu ấy, thì nó chưa lấy lại được cái cảm giác bản thể chính xác của cái khớp gối đó, thì nó cũng có những cái hiện tượng như vậy. Thì bạn tập tốt thì các bạn lên được các chuyên gia về y học thể thao cũng như là cơ xương khớp và tư vấn khám trực tiếp và tư vấn cho bạn và đưa ra cho bạn những cái bài tập mà nó tốt nhất cho bạn, thì mình nghĩ là sẽ tốt nhất. Xin chào Thanh Trung Phan. Chào bác sĩ, em bị đứt dây chằng chéo và rách sụn chêm trong và ngoài độ 3. Nay đã mổ được 5 rưỡi nhưng nay vận động khó, cụ thể là chưa chạy được và teo cơ đùi mạnh. Theo bác sĩ thì em phải nên làm thế nào?
Đối với cái trường hợp như của bạn bị đứt cả dây chằng chéo rồi rách trụ chêm trong và ngoài độ 3, nay đã được 1.5 năm, nhưng mà cái trường hợp đó thì như mình nói, thực ra đối với những cái đứt dây chằng chéo thì bạn có thể là phục hồi nó được tái tạo lại dây chằng chéo thì khá là ổn rồi. Nhưng đối với cái rách cái sụn chêm, mất cái sụn chêm đi cả độ 3, cả trong cả ngoài, thì đó là một cái thực sự là một cái tổn thất rất lớn cho một cái khớp gối. Cho nên là đôi khi mình cũng phải chấp nhận cái mình sẽ không bao giờ còn được lại như cái gối trước đây nữa. Và từ đó thì mình đã phải lên một cái kế hoạch cụ thể cho nó. Hàng năm, mỗi tháng bạn phải chăm sóc nó, mỗi quý các bạn chăm sóc nó một lần, cụ thể như là các vật lý trị liệu phù chức năng, rồi là tiêm huyết tương rồi thổ cầu, cũng như là tập vật lý trị liệu, tập phục hồi cho nó cơ nó vững lên, để nó hỗ trợ cho cái khớp gối, cũng như là uống những cái thuốc bổ sụn khớp các thứ. Mình xác định là khi nào mình còn muốn đi lại thì mình còn phải chăm sóc cho khớp gối, và càng ngày nó sẽ càng tệ đi. Không nên là chủ quan quá trong những cái trường hợp như vậy. Rồi, xin chào Nguyễn Thái. Bác sĩ ơi, cho em hỏi, em bị trẹo cổ chân thì làm thế nào? Cảm ơn bác sĩ. Rồi, xin chào Nguyễn Thái. Đối với cái trẹo cổ chân thì đa phần dân gian chúng ta hay gọi là lật sơ mi, hay là nhiều các bạn vui tính hơn một chút thì gọi là lật cổ chai, hay là về dân gian thì gọi là bong gân hay gì đó. Thì nó tùy thuộc vào cái mức độ mà tổn thương dây chằng hay gân cơ hay là xương sụn của mình như thế nào, thì mình có những cái phương pháp cụ thể của nó. Ấy, cụ thể như là khi tất cả những cái mà để mà cho nó được an toàn tốt, nhưng cũng như là để cho nó cái khả năng hồi phục được tốt nhất, thì lần đầu tiên khi mà các bạn bị chấn thương ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, thì các bạn có thể là dùng cái phác đồ Rai. Đầu tiên là gì, các bạn là phải nghỉ chơi thể thao, nghỉ chơi cái môn mà mình đang chơi mà nó bị lật cổ chân đó, hoặc là những cái động tác làm việc, nói tóm lại là tất cả những cái động tác gây đau thì mình tránh, mình không làm nữa. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn chườm đá, chườm mát vào cho nó ngay. Đó, chườm đá, chườm mát thì đối với cổ chân thì các bạn để chườm mát là tốt nhất. Thì các bạn có thể cho một chút nước đá vào trong cái xô, và cái độ lạnh của nó chỉ tương đương với cái cốc bia hơi mới rót ra đấy, hoặc là cái chai nước lạnh ở trong tủ lạnh mình vẫn để uống đấy. Các bạn ngâm vào từ 15 phút cho đến 30 phút. Đấy, cái thứ hai nữa, cái thứ ba là băng ép. Thì các bạn khi dùng, các bạn có thể dùng cái băng chun hoặc là bất kỳ cái vải, cái rẻ nào các bạn quấn vào cái cổ chân, băng ép, để cho thứ nhất là cái gì, nó cố định lại được một phần cho cái khớp nó bị nó cố định lại cái khớp nó được vững hơn, và tránh cái tình trạng nó bị tổn thương thêm, cũng như là để cho nó cầm máu được một phần và nó đỡ sưng thêm. Cái thứ tư là nâng cao chi thể. Nâng cao chi thể là gì? Tức là các bạn luôn là giữ cho cái cổ chân đó được cao quá tầm tim, nói chung là được cao nhất có thể. Nếu mà các bạn nằm thì các bạn gác chân lên cao được một chút, quá tầm tim khoảng 10-15 cm, thì để tránh cái tình trạng mà máu nó dồn xuống đấy và dịch nó dồn nó sưng to hơn đó, thì và hạn chế đi lại thôi. Tốt nhất là nên được cố định ở trường đá làm như vậy. Sau đó các bạn làm tất cả những cái theo cái phác đồ Rai đó trong vòng khoảng 2-3 ngày, nó sẽ đỡ đi khá là nhiều. Đối với những cái trường hợp mà bị tổn thương độ 1, những gân cơ và dây chằng thôi, thì có thể là các bạn có thể tự chăm sóc nó bằng cách như thế. Sau đến ngày thứ 3, thứ 4 các bạn có thể massage nhẹ nhàng cho nó, rồi tiếp tục là bạn chườm mát như vậy. Tùy cái mức độ tổn thương thì các bạn có thể là chườm mát dài hay là ngắn khoảng thời gian. Có thể là sau khi 1 tuần các bạn có thể chườm nóng lạnh phối hợp. Đấy, các bạn có thể tìm nóng lạnh phối hợp là gì? Các bạn có thể là cho vào 2 cái xô nước, một xô nước lạnh, một xô nước nóng. Đối với cái xô nước lạnh thì nó chỉ lạnh như là cái cốc bia hơi hay là cái chai nước như bạn trong tủ đó thôi. Và cái xô nước nóng thì tương đương với là cái một cái xô nước mà nó một cái nhiệt độ nước nó lạnh khoảng nóng được khoảng từ 40 cho đến 45 độ C. Các bạn làm thế nào? Thì trước khi sau khi các bạn massage cho quanh cái khớp cổ chân đó, thì các bạn chườm 5 phút nước lạnh, xong chuyển 5 phút nước nóng, 5 phút lạnh, 5 phút nóng, 5 phút lạnh, 5 phút nóng và 5 phút lạnh cuối cùng. Đấy, tổng là 5 lần, mỗi lần 5 phút, như thế là
và các bạn luôn nhớ bắt đầu bằng lạnh, kết thúc cũng bằng lạnh. Đấy để chăm sóc nó rất là ổn. Nếu như mà sau khi 2 tuần mà các bạn không thấy nó đỡ được quá 50% thì các bạn cần phải đi khám các chuyên gia về chuyên khoa về y học thể thao cũng như là các bác sĩ về chuyên khoa về cơ xương khớp. Như thế sẽ tốt cho bạn hơn để tránh cái tình trạng mà nó trở thành mạn tính. Có những mình đã gặp những cái trường hợp mà bị lật cổ chân 6-7 năm rồi mà nó vẫn còn đau. Đó là đau, có thể đau gân hay là dập xương hay dập sụn các thứ, nó rất là nguy hiểm. Thì cũng nên tập trung cho nó một chút. Xin chào Quyết Kệ. Xin chào Quyết Kệ. Anh Thủy ơi, mai tầm mấy giờ anh ở phòng khám ạ để em đến khám? Chào Quyết Kệ. Thì mai thì vẫn như mọi khi thôi. Thì cái khung giờ của anh khám là từ 5:30 chiều cho đến 8 giờ tối. Các ngày từ thứ hai cho đến thứ bảy em có thể lên đây bất kỳ lúc nào trong một cái khung giờ đó. Thì lễ tân sẽ ghi số cho em, và đến lúc đó thì khi anh đến phòng, sau khi ở cơ quan về đến phòng làm việc thì anh sẽ cứ theo khám theo số thứ tự của những ai đến trước thì khám trước thôi. Em có thể lên qua đấy thì lễ tân sẽ ghi số cho em. Xin chào Lương Văn Huynh. Xin chào. Còn khá nhiều câu hỏi, hy vọng là mình sẽ trả lời được hết. Sau mình cũng xin phép là trả lời hết những câu hỏi này, mình sẽ phép dừng cái livestream ở đây vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Lương Văn Huynh, bác sĩ ơi cho em hỏi, em bị đụng dập dây chằng bên trong thì bao lâu có thể chơi được lại thể thao ạ? Thì đối với cái dây chằng bên trong thì như vừa rồi thì mình có chia sẻ về đối với dập dây chằng bên trong, tổn thương những cái dây chằng thì hay là gân cơ gì đó thì là thường là sẽ chia làm 3 độ, độ 1, độ 2 và độ 3. Thì đối với cái độ 1 là mình bị độ tổn thương dưới 25% số sợi. Độ 2 là từ 25% số sợi cho đến 75% số sợi, và trên 75% tức là độ 3 người ta gọi là đứt hoàn toàn. Thì tùy phụ thuộc vào bạn bị tổn thương ở độ nào thì có cái khoảng thời gian hồi phục nhất định đến đó. Và đối với cái dây chằng trong thì nó còn đặc biệt hơn một chút nữa, nếu như mà nó sẽ chia làm 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Dây chằng trong thì được cấu tạo bởi hai bó, một bó nông và bó sâu. Đối với cái bó sâu thì cái bó sâu thì nó lại 1/3 giữa thì nó dính vào cái sụn chêm trong. Nếu như mà tổn thương ở 1/3 giữa mà nó mức độ nặng 1-2 đổ lên thì nhiều khi nó tổn thương cả cái sụn chêm nữa, cho nên là rất là khó. Còn và nó có cái điểm bám ở trên cái đầu mọi người hay gặp mà nó đau rất là lâu, mặc dù là bị em gối nó chắc rồi mà làm sao mà nó đau rất là lâu. Trong những cái trường hợp mà bị tổn thương cái điểm bám trên, đây, ví dụ cái điểm bám trên này, bám trên và cái lồi củ của lồi cầu trong xương đùi thế này, nó sờ cái cục trên đây nó rất là đau. Thì những cái điểm đấy là đau, mình đã gặp những cái trường hợp đau 2-3-4 năm mà nó không hết được, thì cái đó thì mình sẽ có những cái phương pháp cụ thể mình chăm sóc ngay từ đầu. Cũng như là để cho nó vì cái điểm bám trên đó nó rất là dễ bị sơ hóa, canxi hóa, nó đau suốt luôn. Cho nên là mình phải chăm sóc cho nó thật chuẩn ngay từ đầu thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn. Còn về cái khoảng thời gian thì được thăm khám thì nó sẽ chính xác hơn cho mình. Đó. Còn đối với bạn hỏi là Lương Văn Huynh bao lâu thì hồi phục hoàn toàn, thì đối với nếu như mà bạn chăm sóc ngay từ đầu nó tốt ngay chuẩn ngay từ đầu ấy, thì ví dụ như bạn mới bị xong thì bạn đã xử trí rồi đúng theo phác đồ Rai rồi nẹp chân vào đủ 2-3 tuần rồi là chăm sóc vật lý trị liệu phục chức năng ngay từ đầu, thì nó có khả năng nó hồi phục được cỡ nó sẽ liền lại được một phần so với những cái sợi mà bị đứt. Nhưng nếu ban đầu bạn không làm được chườm đá hay là băng ép hay là băng nẹp lại cái cổ chân lại, cái gối lại để cho nó tạo điều kiện cho nó liền những cái dây chằng đó, thì cái khả năng liền hoàn toàn là gần như không có. Khi dây chằng nó đã bị tổn thương rồi thì nó đứt rách ra rồi thì nó sẽ không bao giờ nó được chắc lại như cũ nữa. Thì lúc đó thì mình sẽ phải tập phục hồi để cho những cái gân cơ nó khỏe lên để nó hỗ trợ cho cái dây chằng đã bị tổn thương đó. Vâng, xin chào Dung Nguyễn. Dạ em chào bác sĩ, em được chẩn đoán là đứt một bó dây chằng chéo trước. Em định ra Tết mới đi mổ, bác sĩ cho em hỏi khi mổ em nên tập
khi mổ em nên động tác nào ở nhà để sau khi mổ để phục hồi nhanh hơn? Cảm ơn. À, ui, rất tuyệt vời. À, Dung Nguyễn ạ. Dung Nguyễn. Rất tuyệt vời. Trước khi phẫu thuật thì đúng, chúng ta cần phải tập phục hồi trước cho tất cả những cái nhóm gân cơ làm sao nó khỏe nhất để nó cho nó nhanh nhất. Cụ thể như là mình phải tập cái cơ tứ đầu đùi này cho nó khỏe lên, bởi vì sau khi chỉ sau khi một ngày sau khi các bạn mổ xong đấy là cái cơ đùi nó đã bị teo sẵn rồi. Cho nên mình phải tập trước cho nó to, nó khỏe lên để có cái để nó teo. Không, nếu như mà nó không to không khỏe sau khi mổ nó teo tiếp, nó rớt, nó lỏng ra thì nó sẽ hồi phục nó sẽ rất là kém, và cụ thể nó gân cơ nó sẽ yếu, nó sẽ không hỗ trợ được cho cái khớp gối hay cụ thể như là cái dây chằng mới được tái tạo. Đấy là đối với cái cơ, nhóm cơ đùi trước. Hai nhóm cơ đùi sau cũng vậy, có nhóm gân chân ngỗng này thì bác sĩ sẽ lấy một phần của cái nhóm gân chân ngỗng để làm cái dây chằng cho bạn, cho nên là cái gân cơ đấy cũng cần phải khỏe nếu mà muốn cái dây chằng nó của bạn nó được tốt về sau này thì cái gân cơ nó phải khỏe. Đấy, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, kể cả cái nhóm gân cơ bụng chân cũng thế thôi, nó đóng vai trò cũng rất tốt cho cái việc là giữ vững khớp gối. Thì các bạn cứ tập cơ tất cả, tập cơ đá tạ, đá dây chun tất cả những, và thăng bằng tất cả những cái bài tập nào mà bạn không cảm thấy nó đau, tập lên gân cơ càng khỏe càng tốt thì sau khi bạn phẫu thuật thì hồi phục sẽ rất là nhanh. Thế xin chào. Như một thói quen, em mổ được gần 2 năm rồi, giờ đi tập phục hồi chức năng được không? Xin chào. Như một thói quen, đối với bạn mổ được gần 2 năm rồi, giờ đi tập phục hồi chức năng tốt rồi bạn. Cái đấy thì như vừa có mình có nói bên trên ấy, thì là mình phải lên kế hoạch cụ thể cho nó hàng năm, chăm sóc nó hàng năm, hàng quý. Như đấy, chăm sóc nó vật lý, trị liệu phục hồi chức năng, rồi là tiêm huyết tương, rồi tiểu cầu các kiểu để tránh những cái tình trạng thoái hóa thứ phát đây, cũng giống như là những cái tổn thương thêm cho cái khớp gối của mình. Thì bạn nên đi tập càng sớm càng tốt, muộn một chút còn hơn là không. Thế nhá. Xin chào Hoa Tuấn Kiệt. Em mổ dây chằng chéo trước bao lâu có thể bỏ nạng và nẹp được ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, cái câu hỏi này rất hay Hoa Tuấn Kiệt ạ. Đối với những cái trường hợp mà mổ một mình cái dây chằng chéo trước không ấy, thì các bạn có thể là bao nhiêu bỏ nẹp thì tùy. Đối với những cái bình thường ấy, thì đối với bỏ nạng thì các bạn nhiều khi có những trường hợp mà khỏe có thể là 2 tuần các bạn cũng đã có thể bỏ một nạng ra rồi, sau đó rồi bắt đầu các bạn dần dần những tuần sau các bạn có thể bỏ lại, bỏ nẹp ra được, bỏ nạng ra tiếp trong vòng cỡ khoảng độ từ bỏ hoàn toàn nạng có thể là sau, tốt nhất là sau khoảng độ 4 tuần thì nó sẽ là tốt nhất. Bắt đầu 2 tuần đầu thì hoàn toàn bạn sẽ đi bằng nạng. Thế sau đó rồi là mỗi một ngày, mỗi một tuần thì các bạn đã chịu lực bằng cái chân phẫu thuật đấy. Theo cái cụ thể cái trường hợp chấn thương của bạn cũng như là trên cái cơ địa của bạn, tình trạng hiện tại của bạn như thế nào. Sau đó sẽ sau hết 2 tuần bạn có thể, nếu như mà tất cả một mình dây chằng chéo thôi, chéo trước thôi, thì bạn có thể là bỏ một nạng ra, bạn đi một nạng. Đấy, sau một tuần nữa, bạn thấy vững rồi bạn có thể là bỏ được nạng ra đối với nạng. Còn đối với cái nẹp dài thì các bạn thì chắc chắn là trong 2-3 tuần đầu thì các bạn phải dùng cái nẹp dài rồi. Đấy là đương nhiên rồi. Thế sau đó rồi những cái tuần sau thì các bạn có thể thay bằng cái nẹp ngắn, cái nẹp H5 mà nó có hai cái thanh kim loại ở hai bên ấy, có cái bản lề ấy. Đấy, các bạn có thể dùng nó lại. Nhưng tốt nhất là khi đi ngủ, quan trọng nhất là lúc đi ngủ là bạn phải dùng nẹp cho đến hết 2 tháng. Đó, quan trọng nhất là đi ngủ, bởi vì tại sao? Những lúc đi ngủ mình có cựa như thế nào thì mình cũng đâu có biết được đâu. Cho nên là phải chắc chắn là phải đeo nẹp nó lại, bởi vì phải 2 tháng thì cái dây chằng nó mới tạm ổn định một chút thôi, chứ nó cũng chưa thể được chắc được đâu. Vì đối với cái dây chằng chéo thì nó phải từ 9 tháng cho đến 1 năm thì các bạn mới có thể là sinh hoạt hoàn toàn bình thường, cũng như chơi một số môn thể thao được. Vâng, thế bạn nhé. Xin chào Hoàng Tùng. Bác sĩ Thủy cho hỏi, tôi 42 tuổi, chơi tennis nhiều giờ di chuyển có hiện tượng đau đầu gối, co vào duỗi ra có tiếng kêu thì điều trị như thế nào? Bị cách đây 5 năm rồi. Vâng, em xin chào anh Hoàng Tùng. Đối với những cái trường hợp anh chơi tennis ấy, thì đa phần thì đối với đau cái khớp gối thì đa phần nếu như anh không bị chấn thương mà cứ hàng ngày nó đau dần dần lên ấy, thì đa phần của nó là do cái thoái hóa khớp gối, hay cụ thể như là cái hội chứng bánh chè trong đùi ấy. Đa phần là anh đau cái mặt trước gối là chính, đúng không ạ?
Đấy, vì đối nhất là đối với cái môn thể thao tennis thì thường xuyên mình phải tung ra rồi là cứu bóng rồi là vợt bóng tất cả các thứ thì gối nó khuỵ xuống rất là nhiều, nó sẽ đau cái mặt trước gối là rất nhiều. Đấy, cụ thể như là hơn thế nữa thì đối với cái sân tennis thì nó cũng khá là cứng, mặc dù là chúng ta có đi cái giày chuyên dụng cũng khá là tốt rồi, nhưng mà nó khá là cứng mà khi chúng ta cứu bóng hay là chúng ta di chuyển như vậy thì cái nó cũng dội lại một cái lực tương đối như là cái lực của ta nó dồn xuống dưới mặt đất thì lên cái gối thì cái gối nó phải chịu rất là nhiều. Thì đa phần những trường hợp đấy là đau cái mặt trước gối này, nhiều khi là lên xuống cầu thang nó đau và ngồi xuống đứng lên là rất là khó khăn. Đó, thì đối với trường hợp đấy thì mình cần phải vật lý trị liệu phù hợp chức năng cho nó, hay cụ thể như là mình trước khi chơi nếu như mà đau mà ở cái gân bánh chè này thì nó cũng có một cái cách băng cụ thể, băng bảo vệ cho nó, hay là cái khớp chè bánh chè xương đùi này nó cũng có cách băng bảo vệ cụ thể của nó. Và trước khi sau khi chơi thì nếu như đau thì mình có thể là xoa cho nó một chút nước mát để tức là làm mát nó đi, nó tránh cái tình trạng là viêm. Đấy, sau đó rồi thì mình uống những cái thực phẩm chức năng nó liên quan đến những cái thuốc bổ sụn khớp như glucosamine cũng như là collagen type 2. Mình có thể dùng thêm cả cái vitamin E nữa. Ở cái vitamin E thì nó có rất nhiều tác dụng, nhưng có một cái tác dụng rất là hay tốt mà khi mọi người vẫn hay dùng là tức là nó có cái tác dụng là chống lại những cái gốc tự do đấy, để chống thoái hóa được một phần. Ngoài ra thì mình có thể vật lý trị liệu phù chức năng, rồi là siêu âm hồng ngoại, rồi là vi sóng, rồi là xúc khuây, rồi massage và vận động trị liệu, tập phục hồi và tiêm huyết tương dầu tổ cầu nội khớp như thế thì để cho cái khớp nó sẽ được trơn tru, nó được trẻ hóa lại và nó tái tạo lại những cái gì nó đã bị thoái hóa, được sơ hóa và những cái vùng bị tổn thương. Như thế thì rất là tốt. Nếu như mà mình cứ đau nhiều, mình vẫn cứ tiếp tục chơi nhiều mà có thể là anh nghỉ 1-2 hôm mà nó đỡ anh lại chơi tiếp thì thực sự là cũng rất là khó khăn trong việc sau này hồi phục. Bởi vì em cũng đã gặp những có cái trường học cũng chơi tennis và bạn bị đến 10 năm. Đến 10 năm mà khi để mà đau như thế, như vì là lúc đấy bạn còn trẻ nghỉ 1-2 hôm cái là nó đỡ xong lại chơi nó lại đau. Cứ như thế suốt 10 năm qua. Và cũng mải chơi rồi mải làm công tác mải làm việc cho nên là cũng không đi điều trị được. Cho đến khi mà gặp em thì lúc đó tất cả những cái sụn khớp thì nó cũng đã bị tổn thương khá là nhiều rồi. Cái xương bánh chè nó cũng bị tổn thương khá là nhiều rồi, cả cái gân bánh chè cũng như là cái sụn khớp, rồi thậm chí là sụn trên thoái hóa khá nhiều. Để mà chăm sóc cho nó thì mất khá nhiều thời gian. Nhưng mà đến bây giờ thì bạn ấy chơi đại tennis được rồi, nhưng mà chơi ở cái mức độ vừa phải thôi thì bạn ấy chỉ hướng dẫn được thôi, chứ còn nếu mà chơi lại mà để chơi lại cứ 1-2 tiếng một trận thì không thể. Cho nên là anh lưu ý mình chăm sóc cho nó một chút, và sau khi tối về thì anh có thể là massage cho nó. Tối về nếu như nó không đau ấy thì anh có thể bình thường anh buổi tối anh sẽ nên massage cho cái gối một chút và lắc cái xương bánh chè này, xong thì dây massage cái vùng gân này đấy. Và nếu mà có đau nhiều quá thì tốt nhất anh nên đi chụp một cái phim cộng hưởng từ, cũng như là anh đến những cái nơi về chuyên khoa y học thể thao, cũng như là những bác sĩ chuyên về cơ xương khớp sẽ tư vấn cho anh để một cái hướng để sao cho nó tốt nhất trên trường hợp cụ thể của anh thì nó sẽ là tốt nhất. Vâng, anh Hoàng Tùng ạ, chứ đừng để nó lâu quá, nó không có lợi về sau đâu ạ. Anh bị 5 năm rồi. Xin chào Phú Hùng, em bị rách bán phần dây chằng chéo trước, giờ em gập gối nghe thấy lục cục, cho em xin cách điều trị ạ. Xin chào Phú Hùng, đối với bạn đứt bán phần dây chằng chéo trước và đến bây giờ gối nó lục cục đó, thì đương nhiên là khi bạn bị tổn thương bán phần dây chằng chéo trước thì cái khớp gối nó đã bị lỏng rồi, nó mất cái cấu trúc giải phẫu của khớp gối rồi, thì cho nên là cái chuyện là lục cục thì cũng không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa thì nó còn có thêm cái gọi là cái thoái hóa thứ phát sau khi bị chấn thương nữa, thì cho nên nó lục cục và nó đau thì nó chuyện rất là bình thường rồi. Thì bây giờ bạn phải chăm sóc nó, thường xuyên bạn phải chăm sóc tại khớp gối cũng như là tập cho tất cả những gân cơ nó khỏe lên để nó hỗ trợ cho cái dây chằng bị tổn thương đó. Nếu như mà lỏng nhiều thì mình nên phẫu thuật để làm sao để hỗ trợ cho cái khớp gối nó được vững hơn. Hay là mình vật lý trị liệu phục hồi chức năng, mình tiêm huyết tương dầu tiểu cầu, rồi là mình uống tất cả những cái
glucosamine rồi phối hợp với collagen type 2 các thứ để cho nó trẻ hóa lại cho cái vốn phần. Nhưng nếu như lỏng quá thì tốt nhất bọn nên đi phẫu thuật để giữ cho cái sụn chêm nó được tốt nhất. Vâng, cảm ơn Nguyễn Minh Cường rất nhiều. Xin chào Trần Xuân Vinh. Bác sĩ ơi, em đá bóng chạy rồi thấy trẹo gối đi. Đi chụp MRI thì bác sĩ chẩn đoán là đứt hoàn toàn dây chằng cháo trước và rách sừng sụn chêm trong độ 2 và ngoài độ 3. Hiện giờ chân em đi lại duỗi bình thường. Chỉ không gập sát gối được, kịch, chân không teo đi vậy. Em để ra hè mổ thì có ảnh hưởng gì đến sụn nhiều hay không? Rồi, thì đấy như mình cũng nói trước là nếu đối với những cái mà trường hợp mà chấn thương khớp gối mà tổn thương dây chằng chéo cũng như là từng tổn thương sụn chêm thì tốt nhất là mình mổ càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ vì điều kiện mình công việc làm cũng như nhiều cái mà mình chưa phẫu thuật được ngay thì trong cái khoảng thời gian đó thì bạn nên tập cho những cái gân cơ nó khỏe lên để cho nó hỗ trợ thêm một phần cho cái dây chằng, và đặc biệt là tập những cái bài tập gì mà nó không thấy đau. Chứ còn nếu như mà nó đau thì bạn nên dừng lại hoặc là giảm nó đi. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là không nên chạy nhảy hay là làm những động tác khó bởi cho cái chân, vì nó rất dễ bị chật chẹo ra thì nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ tổn thương thêm cái sụn, nó nguy hiểm lắm luôn đấy. Thì các bạn có thể là để muộn một chút cũng được, nhưng mà tốt nhất là làm sớm nhất có thể để mục đích của mình là để giữ cho cái sụn chêm được tốt nhất. Vâng, xin chào Lương Thành. Em chào bác sĩ, đầu gối em bị mất linh hoạt, đi lại tức đau trên xương bánh chè và không co duỗi hết cỡ được thì có phải bị tổn thương sụn chêm hay không? Xin chào Lương Thành. Đối với những trường hợp của bạn ấy thì nó còn phụ thuộc vào là bạn có bị chấn thương hay không, hay là bạn chơi môn thể thao nào và cái công việc hàng ngày của bạn làm việc như thế nào. Nó liên quan đến cái tổn thương khớp gối của bạn. Cụ thể như là một số những cái bạn chơi môn thể thao cụ thể như là tennis hay là bóng chuyền, rồi là bóng chuyền, bóng rổ, những cái môn phải bật lên cao ấy, hay là phải leo xuống lên xuống cầu thang nhiều ấy, thì cũng có thể là nếu như bạn đau cái mặt trước gối thì nhiều khả năng là cái hội chứng bánh chè xương đùi. Nhưng cũng không ngoại lệ rằng có những cái trường hợp mà nó bị tổn thương cả sụn chêm nữa. Nếu mà bạn cảm thấy là cái khớp gối của mình không ổn thì tốt nhất là mình nên đi chụp một phim cộng hưởng từ để mình thấy được rõ tất cả những tổn thương của nó, cũng như là đến gặp những bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn một cách nó đầy đủ và tốt nhất cho bạn. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Khánh. Xin chào Nguyễn Giang. Chào bác sĩ, em mổ dây chằng chéo và gọt sụn chêm ngoài đùi teo đã 6 tháng, có đá bóng lại được không? Uống rượu bia có ảnh hưởng gì không? Rồi, xin chào Nguyễn Giang, cái câu này của bạn rất là hay. Đùi 6 tháng có đá bóng lại nữa không? Nếu khi bạn đã từng phẫu thuật tái tạo lại dây chằng chéo cũng như là tạo hình lại sụn chêm đấy thì là nó hoàn toàn đối với dây chằng chéo thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với cái sụn chêm thì nó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái mức độ tổn thương của bạn nó nhiều hay ít. Nó nhiều hay ít thì nó sẽ liên quan đến cái hoạt động của mình. Cụ thể như bây giờ nếu mà sinh hoạt của bạn có thể là nó bình thường rồi, nhưng mà nếu mà chạy nhảy nó vẫn còn đau thì bạn cần phải được khám. Chứ còn tránh cái tình trạng là bạn thấy nó đỡ đau một chút rồi bạn tập luyện với cái cường độ cao sợ nó hỏng mất cái sụn chêm thì rất là nguy hiểm. Còn đối với cái uống rượu bia thì có ảnh hưởng gì không, thì đúng khi mình uống rượu bia với cái lượng nó nhiều ấy thì nó cũng có thể là gây viêm những cái
bình thường kể cả những cái khớp của mình nó không bị làm sao, nhiều khi còn có những cái gọi là viêm khớp do rượu hay là viêm ruột do rượu, tất cả các thứ. Thì đối với cái rượu bia, thuốc lá, những chất kích thích thì thực ra mình nên hạn chế một cách tối đa. Đấy, thực ra không tốt, mà hơn thế nữa thì bây giờ bắt đầu từ cái ngày 1 tháng 1 này, nếu mà uống rượu bia thì tuyệt đối là không nên lái xe. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Xin chào trai cầu đường. Chào bác sĩ, em đã mổ tái tạo dây chằng chéo trước được 2 tháng, nhưng em ngồi lên giường, đặt chân chạm đất vuông góc. Ngồi lên giường này, đặt chân chạm đất vuông góc, dùng hai tay đẩy bắp chân. Đây, mình thử ngồi lại nhá. Ngồi trên giường, đặt chân chạm đất vuông góc, dùng hai tay đẩy bắp chân ra, thấy lỏng gối, vậy có sao không ạ? Có cách nào làm không bị lỏng như vậy nữa không ạ? Rồi, đây tức là bạn ngồi như này, đúng không? Ngồi đây xong bạn đẩy cái gối này ra, đúng không? Thấy nó vẫn lỏng. Thì đúng là thì chứng tỏ là cái dây chằng của bạn vẫn còn đang lỏng. Dây chằng của bạn vẫn còn đang lỏng. Thì khi nó đã lỏng như vậy rồi thì cũng khó có cái cách nào để mà nó chắc lại như bình thường. Có thể là nó lên sau khi phẫu thuật mà nó bị lỏng gối như thế thì nó có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến lỏng khung gối. Có thể là do ngay từ đầu cái phẫu thuật nó chưa được chắc ngay từ đầu. Đấy, chưa được tốt ngay từ đầu. Và cái mà hay gặp, chúng ta hay gặp nhất là do mình tập phục hồi ấy, nó không đúng. Đấy, nó không đúng, không đủ. Có thể là nhiều khi các bạn cứ đốt cháy giai đoạn thì nhiều khi cũng dẫn đến cái dây chằng mới được tái tạo nó lỏng ra, thì nó cũng không tốt. Nó giãn ra như vậy, mà đến bây giờ cụ thể như của bạn lỏng rồi thì bắt buộc các bạn phải tập luyện làm sao cho cái gân cơ nó khỏe lên để nó hỗ trợ cho cái dây chằng mà thôi. Đấy, nó sẽ hỗ trợ được một phần. Đối với cái dây chằng chéo trước thì bạn tập cái nhóm gân cơ đùi sau này, nó sẽ hỗ trợ cho cái dây chằng chéo trước rất là nhiều. Đó, và cái gân cơ cẳng chân, bụng chân sau này, đó, thì nó hỗ trợ cho thế thôi. Chứ còn bây giờ dây chằng nó đã lỏng rồi thì cũng không có cái cách nào mà để cho nó vững được lại như cũ nữa. Xin chào bác Hồ. Chào bác sĩ. Cho hỏi em mổ đứt dây chằng chéo cộng sụn chêm được 5 tuần, hiện gối vẫn sưng nhiều, bác sĩ có thể tư vấn cách giảm sưng nhanh được không ạ? Rồi, nên chào bạn, đối với tổn thương 5 tuần thì bây giờ bạn gấp được bao nhiêu độ rồi? Và bạn đã duỗi được hết là chưa? Đối với cái tổn thương cả dây chằng cả sụn chêm ấy, thì đối với 5 tuần thì nhiều khi mà nó vẫn còn sưng nhẹ một chút thì cũng không có gì là đáng ngại lắm. Bởi vì đối với những cái tổn thương khớp gối mà nó tổn thương cả phối hợp cả sụn chêm cả dây chằng thì nó sẽ phục hồi nó khá là lâu hơn một chút. Nhất là do sưng cái khớp gối, tràn dịch khớp gối thì đa phần là do cái sụn chêm là rất là nhiều. Cho nên là bạn cũng không nên quá lo lắng, trừ khi nó sưng quá nhiều mà vẫn còn sưng nóng đỏ đau thì các bạn cần phải đi khám. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là bạn xem lại được là mình đã tập luyện đã đúng được hay chưa. Đối với tổn thương cả dây chằng chéo trước và sụn chêm thì nhiều khi mình thấy rất nhiều người là tập nó hơi quá, nhanh quá, đốt cháy giai đoạn. Bởi vì các bạn luôn nhớ là để ý là đối với dây chằng chéo trước và cả sụn chêm thì hết 2 tuần đầu thì chỉ nên gấp được 30 độ, hết 4 tuần gấp được 60 độ, hết 6 tuần gấp được 90 độ, đó, hết 8 tuần thì mới được 90 độ và hơn một chút. Đó, chứ còn nhiều khi các bạn, mình thấy mình đã gặp rất nhiều những trường hợp mà mới được có 2-3 tuần thôi mà đã gấp được 90 độ hay là hơn rồi, thì thực sự cái đấy là cũng là một cái đốt cháy giai đoạn mà gây ảnh hưởng đến cái khớp gối, mà dẫn đến là nó tràn dịch lâu mà nó tổn thương thêm. Cho nên là các bạn hoàn toàn lưu ý về cái vấn đề đó. Thứ nhất là tập. Cái thứ hai là nếu mà còn sưng nhiều thì bạn nên chườm mát. Đấy, chườm mát cho cái khớp gối của mình. Một cách bạn có thể là cho một túi đá cũng được, nhưng mà các bạn đắp một cái khăn khô lên trên để cho nó, cái gối nó được mát. Mát như thế nào?
Cái độ mát thì các bạn cứ lấy cái bó rau hoặc là cái quả táo, quả cam trong tủ để mát ấy, thì các bạn áp nó vào đấy đó, thì cái độ mát như thế là vừa. Còn tránh cái tình trạng cho cả một túi đá lên trên thì nó sẽ là khá là nó lạnh quá, thì tất cả những cái mạch máu nó co quá mức vào, nhưng tất cả những cái vị trí nó bị tổn thương thì nó lại đang cần, rất là cần đến máu, đến nuôi dưỡng. Mà khi nó lạnh quá thì nó mạch máu nó co tít lại thì nó sẽ bị kém nuôi dưỡng và kém oxy ở cái vùng đó, thì cái dụ liền nó sẽ nó kém đi rồi. Đấy thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Ôi đấy, bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Cũng hơn 11 giờ rồi, mình cũng xin phép dừng cái live stream tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi live stream lần sau. Vâng, và lời tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ những cái về cái những cái chăm sóc và phục hồi cho những cái chấn thương bệnh lý về khớp gối, cũng như tất cả những cái về cái chấn thương thể thao hay về cái vấn đề là cơ xương khớp. Và nếu như các bạn thấy những cái video này có ích thì cũng mong bạn chia sẻ, hay là chia sẻ hoặc là cho tất cả các mọi người, những ai cần thì mọi người sẽ rất là cảm ơn các bạn khi đã chia sẻ những cái tư liệu cũng như là những cái kiến thức bổ ích cho người ta. Đấy, cái thứ hai nữa là nếu như các bạn quan tâm, thực sự là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, những cái chấn thương của mình, thì cũng rất là các bạn có thể là theo dõi cái trang fanpage của mình, để các bạn lần sau mình phát live stream các bạn có thể là được xem lần đầu tiên trước tất cả các người khác. Vâng, và lời sau cùng mình xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp, để đến ngày hôm sau có một sức khỏe dồi dào để đón chào ngày mới. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.